Chương 1 Đầu tháng 6, Nam Thành đang trong mùa mưa ẩm ướt. Cơn mưa kéo dài suốt cả ngày cuối cùng cũng tạnh, những đám mây màu đỏ cam lặng lẽ lấp đầy nửa bầu trời. Đường Khê đã làm xong việc, gửi ảnh đã chỉnh sửa đến email của Tô Chi, nhìn vào góc phải bên dưới màn hình xem giờ, đã ba rưỡi, còn một tiếng rưỡi nữa mới hết giờ làm việc. Cô lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm. Tô Chi cầm hai đĩa bánh kem phô mai vào, thấy cô thoải mái dựa vào lưng ghế thì cười hỏi, sửa xong ảnh rồi đúng không? Đường Khê ừ một tiếng, quay đầu nhìn cô, ảnh tao gửi qua email rồi đấy, mày liên hệ với khách hàng bên kia hỏi xem có cần chỉnh sửa gì nữa không? Tô Chi và Đường Khê là hai cô bạn thân lớn lên cùng nhau từ nhỏ, từ cuối cấp 3, cả hai đã bắt đầu kinh doanh nhiếp ảnh với nhau. Quy mô studio không lớn, số lượng nhân viên cộng với nhiếp ảnh gia thời vụ chưa đến 10 người. Đường Khê thường đảm nhiệm quay chụp còn việc quản lý do Tô Chi phụ trách. Được để tao liên hệ với khách hàng. Tô Chi bước nhanh đến trước bàn làm việc của Đường Khê, đặt một đĩa bánh kem lên bàn, món mới của tiệm bánh dưới nhà đấy. Đường Khê cầm lấy đĩa bánh, sẵn một miếng nhỏ cho vào miệng. Tô Chi chuyển tiếp email của Đường Khê cho khách hàng, còn nhắn uy chát hỏi họ có hài lòng không. Trong lúc chờ khách hàng trả lời, Tô Chi ngẩng đầu hỏi Đường Khê, tối nay mày có muốn ra ngoài không? Rủ sơ hạ đi chung luôn. Dịp sơ hạ là bạn chung của hai người đi đâu đường khê hỏi tao nghe nó nói là có một quán bar không tệ gần công ty nó đêm nào cũng có rất nhiều trai đẹp tô chi nhướng mày nhìn đường khê mặc dù không nói rõ nhưng suy nghĩ đã hiện hết lên mặt muốn đến quán bar ngắm trai đẹp đường khê lập tức đáp không đi nghe cô từ chối tô chi cho rằng cô không có hứng thú bèn hỏi thế mày muốn đi đâu tao đi chung với mày mày với sơ hạ đi chơi đi hôm nay xong việc thì tao về nhà sao về sớm thế mai là thứ bảy có việc gì đâu tô chi vốn định nói rằng ngày mai là thứ bảy nên không cần đi làm có thể đi chơi về trễ một chút đột nhiên nhớ ra gì đó treo chọc cô à chồng mày về rồi chứ gì đường khê hơi hơi gật đầu tay nhấn vào thông tin chuyến bay mà trợ lý của tần kiêu gửi qua chậm rãi nói bốn rưỡi chiều nay tao phải đến sân bay rồi nếu tần kiêu xuống máy bay rồi về thẳng nhà chung của hai người thì năm rưỡi đã về đến nhà rồi chẳng qua đường khê cảm thấy tần kiêu sẽ không chủ động về nhà chung của hai người ba tháng trước nhà họ tần bất ngờ đề nghị liên hôn với nhà họ đường chú rể là con trai cả nhà họ tần tần kiêu lúc đó một số công ty con nhà họ đường đang đứng trước bờ vực phá sản do không được quản lý triệt để nên nhà họ đường đồng ý ngay lập tức ngay cả trong thời kỳ thịnh vượng nhất của nhà họ đường đứng trước một gia tộc giàu có như nhà họ tần họ cũng chỉ là một gia tộc nhỏ gả cho nhà họ tần là trèo cao lắm rồi tất cả mọi người đều không hiểu lý do nhà họ Tần chọn nhà họ đường giữa vô vàng gia tộc giàu có ở Nam Thành, đến đường Khê cũng không hiểu vì sao Tần gia lại chọn mình, nhưng những điều này không hề ảnh hưởng đến cuộc liên hôn giữa hai gia đình. Từ lúc Tần gia đưa ra đề nghị liên hôn đến lúc đường Khê và Tần Kiêu đi lãnh chứng cách nhau chưa đầy một tháng. Sau khi kết hôn, người nhà họ Tần đối xử với đường Khê rất tốt, mong muốn Tần Kiêu đặt hết tâm tư lên gia đình. Đối với cuộc hôn nhân ép buộc này, bản thân Tần Kiêu cũng chẳng chút hứng thú rất ít khi về căn nhà tầng gia mua, phần lớn thời gian đều đi công tác hoặc ở lại chung cư gần công ty, chẳng nhớ đến việc mình đã có một người vợ. Chỉ những lúc đường khê nhắn tin nhắc anh phải về nhà, Tần Kiêu mới như một con robot tuân theo nhiệm vụ mà quay về nhà chung. Đương nhiên đường khê cũng phải có nhiệm vụ về nhà chính của nhà họ Tần mỗi cuối tuần để cảm nhận không khí hòa thuận vui vẻ của gia đình. Tô Chi tỏ vẻ quả nhiên là như vậy, thấy mày về sớm như thế là tao biết thể nào chồng mày cũng về. Khê khê, mày thấy sắc quên bạn mỗi lần chồng mày về đều bỏ rơi tao với sơ hạ sau khi mày kết hôn bọn mình chưa từng đi chơi với nhau được lần nào mày định làm vợ hiền đấy à đường khê nhướng mày hiền với chả hậu mối quan hệ của bọn tao chỉ là vừa lòng phụ huynh hai bên mà thôi nhưng cũng thoải mái hơn nhiều so với việc sống ở nhà họ đường quan hệ giữa tần kiêu và bố mẹ không được tốt quanh năm anh không về nhà anh lại là con trai duy nhất nhà họ tần bố anh và chú hai đều không am hiểu việc quản lý công ty, tập đoàn ít viễn dưới thời họ suýt phá sản nên đã giao lại cho Tần Kiêu. Cha mẹ Tần ở nhà cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm nên mong con trai có thể quay quần với gia đình. Tô Chi chống cầm, tặc lưỡi nhìn đường khê, chẳng lẽ chỉ là nhiệm vụ thôi hả? Chồng mày đẹp trai như thế mà mày không muốn được một lần thưởng thức cơ thể đó sao? Không đúng không đúng, mày là vợ người ta, hẳn là đã làm rồi. Ai nha, vóc dáng chồng mày thế nào? Một đêm mấy lần đúng không? Đường Khê cạn lời, Tô Chi, mày có thể suy nghĩ lành mạnh hơn được không? Tô Chi nhếch miệng cười, thôi đi, tao hiểu mày nhất mà, mày mê trai rõ rồi, đừng hồng phủ nhận. Đường Khê tức giận chửi một tiếng. Trò chuyện được một lúc thì khách hàng đã nhắn lại, nói rằng anh ta rất hài lòng, không cần sửa đổi gì thêm. Tô Chi ra hiệu ok, xong rồi, khách hàng nói không có vấn đề gì đường khê nghe thấy ảnh chụp không có vấn đề gì thì đặt bánh xuống bắt đầu thu dọn ra về tô chi dựa lưng vào thành ghế tay cầm đĩa bánh nhỏ tặc lưỡi lắc đầu đã về rồi quả nhiên là vợ chồng xong một ngày không gặp như cách ba thu đường khê nhòi người sang nhét một thì bánh kem vào miệng tô chi ăn đi và ngậm miệng lại thu dọn đồ đặt xong đường khê xách túi về nhà lúc trước vì để tiết kiệm chi phí nên hai người thuê một studio xa trung tâm thành phố để thuận tiện cho công việc của cô, nhà họ Tần cố ý chọn biệt thự Đông Giao làm nhà chung. Sau khi về đến nhà, Đường Khê lập tức lên tầng hai tắm rửa, mặc một chiếc váy lụa màu trắng thoải mái, vẫn tóc lên thành búi, cài một chiếc trâm ngọc đơn giản, toát lên khí chất dịu dàng. Mẹ Đường Khê sinh ra ở một trấn cổ có phong cảnh hữu tình ở Nam Thành. Lúc Đường Khê mới sinh ra thì bố mẹ đã ly hôn, cô được nuôi nấng ở trấn cổ này đến năm bảy tuổi, sau khi mẹ qua đời thì được nhận về đường gia sống từ nhỏ lớn lên ở vùng sông nước nên đường khê có làn da trắng sáng vẻ ngoài mềm mại tươi tắn thanh thoát khi không trang điểm trông cô rất dịu dàng có lẽ vì vẻ ngoài ưa nhìn này nên được tần gia chọn làm con dâu chỉ có người thân với cô mới biết tính cách của đường khê không giống như vẻ ngoài yếu đuối của cô lúc cô được đường gia nhận về thì bố đường đã cưới vợ mới sinh một đứa con gái nhỏ hơn cô hai tuổi tên là đường miễu từ nhỏ đường khê không được lớn lên cạnh bố nên đương nhiên bố cô yêu chiều đường miễu hơn. Mẹ kế của cô cũng không phải người hiền lành gì, làm khó dễ cô đủ điều sau lưng bố cô. Vậy nên khi ở đường gia, đường khê chỉ có thể tỏ vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện để đổi lấy sự triều mến của bố. Tắm xong đường khê ngồi trên sofa xem tivi. 6 giờ, điện thoại bên cạnh vang lên tiếng chuông. Đường khê cầm lấy điện thoại nhìn ghi chú, gửi tin nhắn nhắc tần kêu về nhà. Cô tắt thông báo mở wechat tìm trong danh bạ tổng giám đốc tập đoàn ít viễn tần kiêu rồi nhắn tin đường khê tần kiêu trợ lý của anh gửi em thông tin chuyến bay về nam thành của anh anh về đến nam thành chưa một lát sau điện thoại hiện lên thông báo tổng giám đốc tập đoàn ít viễn tần kiêu rồi đường khê thành thạo gửi tin nhắn quen thuộc đêm nay anh có về nhà không tổng giám đốc tập đoàn ít viễn tần kiêu không về bị từ chối. Đường Khê kinh ngạc. Cô và Tần Kiêu đã lãnh chứng được hai tháng, cộng thêm hôm nay là đã được hơn chín cái thứ sáu. Tần Kiêu đối với người vợ là cô không mặn không nhạt, cũng không chủ động về nhà chung. Nhưng những thứ sáu trước cô nhắn hỏi anh có về nhà không thì anh đều về. Đây là lần đầu tiên cô bị từ chối. Cũng không sao, vừa hay buổi tối cô có thể ra ngoài chơi với Tô Chi và Sơ Hạ. Đường Khê gửi tin nhắn, tỏ vẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Được, anh đi vui vẻ vài giây sau Tần Kiêu nhắn lại, có việc. Tuy rằng chỉ có hai chữ nhưng cũng đã giải thích vì sao lại không về. Đường Khê, ư được. Những thứ không nên hỏi Đường Khê sẽ không hỏi nhiều, tận tâm tận lực sắm vai người vợ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Sau khi nói chuyện với Tần Kiêu, Đường Khê nhắn tin cho Tô Chi, buổi tối mày đi quán ba nào. Nhắn tao địa chỉ. Tô Chi, tao tưởng mày muốn ở nhà chăm sóc ông chồng kia chứ. Sao lại đổi ý rồi? Đường Khê ngâm nga, vừa đi lên lầu vừa nhắn tin trả lời, anh ấy có việc bận, tối nay sẽ không về nhà. Tô Chi, xem ra tao còn không bằng ông chồng hợ của mày đấy, chồng đi vắng mới nghĩ tới tao. Đường Khê, đừng nói nhảm nữa, nhắn tao địa chỉ đi. Tô Chi nhắn địa chỉ, hỏi, mấy giờ mày đến? Đường Khê, tao còn trang điểm, khoảng 8 giờ. Tô Chi, được, tao chờ mày. Ở một quán bar cao cấp tại trung tâm thành phố. Tần Kiêu bắt chéo hai chân ngồi trên sofa, miệng ngậm điếu thuốc, rủ mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Vẫn còn sớm nên chưa ai đến chơi, cả quán vắng tanh. Ngôn tầm ngồi cạnh Tần Kiêu rút điếu thuốc ra, xích lại gần anh, anh Kiêu, mượn cái bật lửa. Cậu ta nhân cơ hội nhìn xuống màn hình điện thoại của Tần Kiêu, thấy đoạn cha của anh và đường khê, khẽ hết mặt lên, treo chọc, anh Kiêu đang nói chuyện với chị dâu này. Quý chính xâm ngồi đối diện cũng treo theo, chị dâu tra hỏi có phải không? anh Kiêu có muốn về nhà luôn không đây? Ngôn tầm cướp lời, khó lắm, hôm nay là sinh nhật chú Lâm, quy định là vui vẻ cả đêm tổ chức sinh nhật, không say không về, đúng không chú Lâm? Hoắc viễn Lâm cười, cũng hùa theo bọn họ, chị dâu xinh đẹp như tiên, một đêm xuân đáng giá ngàn đô, hay anh cứ về nhà chăm sóc chị dâu đi? Giữa cuộc bàn luận sôi nổi, Tần Kiêu buông điện thoại xuống, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, không để ý đến bọn họ. Ngôn tầm hỏi, anh Kiêu, anh không đưa chị dâu đến để ra mắt à? Tần kiêu rũ mắt, ảm đạm nói, cô ấy không đến mấy nơi thế này. Ngôn tầm nhíu mày cười, cũng đúng, chị dâu em ngoan ngoãn như vậy mà, chắc chưa vào ba uống rượu bao giờ. Ngôn tâm nâng ly rượu lên, lắc lắc. Hoắc viễn lâm nhìn về phía tần kiêu, thấy anh ngồi im không nhúc nhích thì treo, sao anh kiêu không uống rượu? Hay là nhớ chị dâu rồi? Tần kiêu nhướng mắt, liếc cậu ta một cái, nhấc ly rượu lên uống không trả lời Hoắc Lâm Viễn. Đúng là anh đang nhớ đến đường khê thật. Sau khi lãnh chứng với cô, cô đúng là giống như những gì người nhà anh miêu tả, dịu dàng hòa nhã, tính tình dễ chịu, không vô cớ gây rối, không nhiều chuyện, xinh đẹp, an tĩnh hệt như một bức tranh. Dù tính tình cô rất tốt nhưng lại chẳng bao giờ hỏi han chuyện bên ngoài, chỉ 6 giờ tối mỗi thứ sáu hàng tuần mới nhắn tin hỏi anh có về nhà không. Thói quen thành bản năng, cứ khoảng 5 giờ, Tần Kiêu lại nhớ tới việc này quả nhiên đến 6 giờ thì nhận được tin nhắn uy chát của đường khê. Còn đúng giờ hơn đồng hồ báo thức. Chương 2 Đường khê đi lên lầu trang điểm, thay một chiếc váy hai dây màu đen, mái tóc xỏa sau lưng, tôn lên vẻ quyến rũ cho đường nét thanh tú mềm mại của cô. Cô đứng trước gương chụp một tấm ảnh, sau đó lấy ngẫu nhiên một chiếc túi sách trên kệ rồi ra ngoài. Cô cho rằng sẽ uống rượu nên không tự lái xe mà gọi taxi. 8 giờ tối, taxi dừng trước một quán bar tên kiêu ngạo. Cái tên này quả thực rất phô trương. Đường Khê xuống xe, thấy Tô Chi đang đợi trước cửa vẫy tay với cô. Khê Khê, ở đây. Đường Khê bước đến trước mặt Tô Chi, Tô Chi khoát lấy cánh tay cô, thúc giục, cuối cùng mày cũng đến, sơ hạ đang chờ bọn mình bên trong đấy. Quán bar bây giờ đã náo nhiệt hơn, trên sân khấu có rất nhiều người biểu diễn, dưới sàn nhảy cũng sôi động không kém, ánh đèn mờ ảo, những ly rượu lần lượt dơ lên, tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Tô Chi vừa vào cửa đã chỉ về phía sơ hạ ngồi, nói với đường khê, sơ hạ ở bên kia kìa. Diệp sơ hạ ngồi ở hàng ghế dài bên trong. Đường khê đi vào theo hướng Tô Chi chỉ, vừa mới đến hàng ghế dài đã bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của sơ hạ. Diệp sơ hạ nhìn chầm chầm vào túi sách của cô, hâm mộ hỏi, phú bà, mày mua cái túi này lúc nào thế? Đường khê đưa túi cho Diệp sơ hạ, ngồi bên cạnh cô, lười biến dựa vào lưng ghế thấy dịp sơ hạ cẩn thận nâng niu chiếc túi thì cảm thấy buồn cười chỉ là cái túi thôi mà mày sợ cái gì đây không phải cái túi bình thường giọng nói của dịp sơ hạ có chút kích động đây chính là túi bơ làm từ da cá sấu là niềm ao ước của biết bao cô gái không chỉ đắt tiền mà còn rất khó mua hơn nữa một chiếc túi đã hơn một triệu tệ mày đang xách nửa căn nhà trên người đấy đường khê nghe thấy giá tiền thì sửng sốt hỏi lại lần nữa cho chắc bao nhiêu hơn một triệu tệ mày còn không biết giá của chiếc túi mày đang đeo à? Tao thật sự không biết. Đường khê tỉnh bơ nhận lại chiếc túi, tần kiêu mua cho tao, tao thấy hợp với bộ váy này nên mới xách đi. Đường khê không tìm hiểu về những chiếc túi xa xỉ như thế này, cũng không hiểu biết quá nhiều. Mấy chiếc túi trước kia của cô chỉ là thuận mắt nên mới mua, mấy trăm đến mấy nghìn tệ cũng có, nhưng không có cái nào quá một trăm nghìn tệ. Nhưng sau khi kết hôn, Tần Kiêu tặng cô rất nhiều túi sách mỗi thứ sáu về nhà anh đều tặng cô một cái đều là hàng xa xỉ cô biết giá của chúng không hề rẻ nhưng chưa bao giờ nghĩ chiếc túi có thể đắt đến vậy lợi nhuận mỗi năm của studio còn không nhiều như thế đường khê lập tức thay đổi thái độ với chiếc túi ngón tay sờ lên các vết hoa văn mày vừa mới nói đây là da gì dịp sơ hạ đáp da cá sấu tô chi cũng đi đến học theo dịp sơ hạ vút về chiếc túi bơ kiên có giá hơn nửa căn nhà này thổn thức đây là thế giới của kẻ có tiền sao? Ba người vây quanh chiếc túi, dịp sơ hạ là biên tập cho một tạp chí thời trang, thuộc nằm lòng các mẫu mã hàng xa xỉ, phổ cập cho đường khê và tô chi. Đây là túi Hermes Birkin Himalayan có khóa bình thường. Hermes Birkin còn có một chiếc Himalayan có khóa kim cương đắt hơn cái này. Đường khê nhớ lại chiếc túi trên kệ trong phòng để đồ và nói, hình như tao cũng có một cái khóa kim cương ở nhà. Cũng là chồng mày tặng đúng không? Diệp sơ hạ hỏi. Đường khê khẽ ừ một tiếng. Xem ra chồng mày rất hào phóng với mày đấy, mới kết hôn hai tháng đã có hai chiếc túi da cá sấu rồi. Đường khê chưa nói trong nhà cô không chỉ có hai mà còn có rất nhiều chiếc túi khác như thế nữa. Xin chào, xin hỏi ba vị tiểu thư này muốn uống rượu phải không? Ba tender đi đến, cầm menu hỏi. Đến quán ba tất nhiên phải uống rượu rồi. Đường khê ngồi thẳng dậy, gọi một ly margarita nhẹ ba người họ gọi rượu và đổi chủ đề nói chuyện. Đường Khê và Tô Chi mỗi ngày đều gặp nhau ở studio, nhưng đã lâu không gặp dịp sơ hạ. Dịp sở hạ hỏi Đường Khê, dạo này mày thế nào rồi? Đường Khê không hiểu cô bạn đang hỏi gì, thế nào là thế nào? Dịp sơ hạ nhướng mày, thì sau khi kết hôn á? Tô Chi vuốt má Đường Khê, cười khanh khách chen vào, còn phải hỏi á, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng hồng này xem, có thể vắt ra nước rồi, cuối tuần ở nhà chăm sóc chồng chẳng sướng quá còn gì. Đường khê hất tay tô chi ra, nhấp một ngụm rượu, đang định nói gì thì ánh mắt lướt qua một hình bóng quen thuộc. Có một người đàn ông đang ngồi cách cô bốn, năm bàn, mặc áo sơ mi đen, đôi môi mỏng hơi miếm lại, khuôn mặt rắn rỏi, sắc sảo, hình như đang nói chuyện với những người bên cạnh. Lúc đường khê nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông, trái tim cô lỡ một nhịp, vô thức thẳng lưng lên, đưa tay che mặt. Thấy vẻ mặt đường khê khác thường, Diệp sơ hạ hỏi, khê khê, mày làm sao thế? Đường khê hạ giọng nói, tao nhìn thấy tần kiêu. Hả? Ở đâu? Tô chi nghe thấy tần kiêu đang ở đây, ngõ nghiêng khắp nơi muốn nhìn thấy anh. Từ trước tới gì cô chỉ thấy ảnh của tần kiêu trên giấy đăng ký kết hôn của đường khê, chưa bao giờ nhìn thấy người thật, thật sự rất muốn nhìn thấy anh ngoài đời thực một lần. Đường khê giữ tô chi lại, này, nói nhỏ thôi, đừng để tần kiêu thấy tao trang điểm đến chỗ này. Tô Chi hiểu rõ gật đầu, đúng đúng đúng, trước mặt chồng mày mày chính là một người phụ nữ hiền dịu ngoan ngoãn cơ mà. Tần Kiêu mà nhìn thấy đường khê ban đêm mò tới quán ba, hình tượng dễ thương nhạy cảm mà cô cố gắng gây dựng bao lâu nay sẽ bị sụp đổ trong nháy mắt. Nhưng mà chồng mày ở đâu? Sao tao không thấy? Có phải mày nhìn nhầm không? Diệp sơ hạ, đúng đấy, tao không nhìn thấy ai cả. Đường khê sợ hai người ngó nghiêng tìm kiếm làm tần kiêu để ý, nhỏ giọng nói để tao chỉ cho bọn mày, nhớ phải nhỏ tiếng đấy, đừng quá lộ liễu. Cô dặn dò xong, buông tay ra, quay qua chỗ Tần Kiêu. Không biết từ bao giờ anh đã ngẩng đầu lên, hơi nhướng mày, ánh mắt thâm thúy dò xét, không biết đã nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn hay xương quai xanh tinh xảo của cô hay chưa. Da đầu đường khê căng lên, vội vàng quay đầu, tránh tầm mắt Tần Kiêu. Tần Kiêu nhìn thấy bóng hình quen thuộc, thấy cô cúi người, môi miếm chặt, sắc mặt chột dạ căng thẳng thì khóe môi cong lên, dời tầm mắt sang chỗ khác, không nhìn ra trong mắt anh có cảm xúc gì. Tô Chi vừa mới nhìn thấy Tần Kiêu theo hướng đường khê chỉ, rất kích động, khê khê, chồng mày đẹp trai thật đấy, so với ảnh chụp thì đẹp hơn gấp 10 lần. Diệp sơ hạ vẫn chưa thấy Tần Kiêu ở đâu, nắm tay của đường khê hỏi, chỗ nào? Chỗ nào? Tao không nhìn thấy. Đừng hỏi nữa, hình như anh ta thấy tao rồi. Lòng đường khê rối rắm, nghĩ nếu lát nữa Tần Kiêu hỏi vì sao cô mặc chiếc váy này đến quán bar thì phải trả lời như thế nào mới khiến Tần Kiêu tin mình vẫn là cô gái dịu dàng điềm đạm. Tô Chi nói, tao thấy anh ta không nhìn sang hướng bên này, chắc là không thấy mày đâu. Trái tim đường khê như nghẹn lên tận họng, đôi mắt cô nhìn xuống dưới bàn, chẳng dám ngẩng đầu lên, nhưng một lúc sau vẫn nhìn về phía Tần Kiêu. Người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, ngón tay dài cầm ly rượu khẽ lắc, ngửa đầu uống cạn một hơi. Dưới ánh đèn, chiếc hầu gợi cảm của anh chuyển động, như nhận thấy ánh mắt của cô, đột nhiên anh quay sang hướng cô. Đường khê rùng mình, vội cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của anh. Nhưng sau đó cô vẫn ngẩng đầu lên. Người đàn ông hơi dựa vào sofa, hình như do uống quá nhiều nên nhắm mắt nghỉ ngơi. Chắc anh không chú ý đến cô đâu nhỉ? Dù sao ánh đèn trong quán bar rất mờ ảo, bộ đồ cô đang mặc cũng không giống kiểu cô mặc thường ngày, anh lại uống rượu nên chưa chắc vừa liếc một cái đã nhận ra cô. Đường Khê an tâm hơn một chút, nói với Tô Chi và Diệp Sơ Hạ, hai bọn mày cứ chơi đi, tao về trước đây. Tô Chi và Diệp Sơ Hạ tỏ vẻ thấu hiểu. Tô Chi đề nghị, hay chúng ta đổi chỗ khác nhé. Kết hôn được hai tháng mới ra ngoài chơi được một lần, không ngờ đến ba lại đụng phải tầng kiêu, xui xẻo như vậy thì đường khê cũng không có hứng đi chơi nữa. Không cần, hẹn hôn khác đi. Đường khê quay lưng về phía tầng kiêu, đứng lên sách túi đi ra ngoài. Cách đó không xa, Tần Kiêu thông thả mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy nhìn theo bóng lưng cô. Chiếc váy đen tuyền tinh xảo ông sát cơ thể chỉ dài đến đầu gối, lộ ra hai chân thông dài. Ngôn tâm thắc mắc, anh Kiêu, anh nhìn gì thế? Tần Kiêu rời mắt, đứng lên, nhàn nhạt nói hai chữ, đi đây. Ngôn tâm sửng sốt, anh Kiêu về luôn ngạc à, còn chưa chơi đã mà. Được rồi, được rồi, người đã kết hôn không cùng thế giới với chúng ta. Hoắc viễn lâm tu một hơi hết bình rượu, uống đi tần kiêu không để ý đến những lời treo trọc của bọn họ đi thẳng ra ngoài đường khê đứng ở cửa quán bar taxi đến thì về nhà luôn trên đường nhận được tin nhắn của tô chi lúc nhìn qua ghế dài bên kia không thấy tần kiêu chắc cũng đi về rồi lòng đường khê bối rối bất an không biết liệu tần kiêu có nhận ra mình không rối rắm một lát cô lấy điện thoại ra giả vờ không biết tần kiêu đang ở quán bar nhắn tin cho anh đường khê anh làm việc cũng chớ lơ là sức khỏe nghỉ sớm một chút vài phút sau tổng giám đốc tập đoàn ít viễn tần kiêu được được đúng một chữ thật là tiết kiệm lời nói đến mức keo kiệt nhưng chắc tần kiêu không nói gì nữa nếu nhìn thấy cô chắc chắn sẽ không nói mình đang ở quán bar đường khê thở phào nhẹ nhõm nhìn chằm chầm vào đoạn chat giữa mình và tần kiêu anh rõ ràng đang uống rượu trong quán bar vậy mà lại không biết xấu hổ trả lời tin nhắn hỏi han giữ gìn sức khỏe của cô giả vờ giỏi thật. Về đến nhà, đường khê vào phòng tắm tắm rửa, thay váy ngủ ở nhà, lúc ra khỏi phòng tắm thì thấy Tần Kiêu đang ngồi trên sofa trong phòng ngủ. Nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, anh ngước mắt nhìn cô. Đường khê giật thoát, lo lắng anh nhìn thấy mình ở quán bar nên về tìm mình tính sổ, chột dạ, lắp bắp hỏi, anh. Sao anh đã về rồi? Ánh mắt sâu thẳm của Tần Kiêu nhìn chầm chầm vào cô, cười như không cười, mỉm môi không nói gì. Không biết do anh lười trả lời hay thấy câu hỏi này vớ vẩn quá. Nhà anh thì anh về, không cần bất cứ lý do nào. Đường Khê vừa dứt lời thì phát hiện câu hỏi của mình rất ngớ ngẩn, là người phụ nữ phòng không gối chiếc, mỗi ngày mong chờ chồng mình về nhà sớm, là người vợ hiền lương thuộc đức, cô quyết định bổ sung, không phải hôm nay anh nói có việc hay sao? Bởi vì anh nói có việc nên cô mới nghĩ hôm nay anh không về nhà. Giọng Tần Kiêu trầm thấp, bây giờ không còn việc gì nữa. Đường Khê bây giờ không còn việc gì nữa đúng là câu trả lời tuyệt vời nói cũng như không anh vẫn mặc bộ quần áo lúc ở quán bar đường khê đến gần anh ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh ra vẻ hiểu biết anh uống rượu có phải không tần kiêu ầm mưa. đường khê quay người đi ra ngoài em đi nấu canh giải rượu cho anh không cần vội tần kiêu gọi đường khê lại vẫy tay với cô lại đây sắc mặt đường khê cứng đờ quả nhiên vẫn bị nhìn thấy anh muốn vạch trần cô đúng không chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà đường khê đã tưởng tượng ra rất nhiều chuyện trong đầu nội tâm dậy sóng mãnh liệt thế nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười dịu dàng chậm rãi đi đến trước mặt tần kiêu lúc đường khê đang chờ tần kiêu chất vấn thì anh lấy một chiếc túi màu tím sau lưng ra đưa cho cô cho em hóa ra không phải muốn chất vấn chuyện ở quán bar mà là muốn tặng túi sách cho cô trong đầu đường khê nhớ đến kiến thức dịp sơ hạ vừa phổ cập ban nãy nửa căn nhà. Nhìn bộ dạng tặng túi không nói lời nào của Tần Kiêu, đường khê nhìn thấy năm chữ to đùng hiện trên mặt anh. Giàu nứt đố đổ vách. Mấy lần trước cô không biết chiếc túi đắt như vậy mà Tần Kiêu cũng không nói gì nên đường khê cũng vô tư nhận, để trên kệ trong phòng để đồ. Hôm nay đã biết giá của một chiếc túi, lúc đường khê nhận lấy thì suy nghĩ nên nói gì khi được nhận một món quà đắt tiền như thế, nhưng nhất thời không nghĩ ra, nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt Tần Kiêu, nghiêm túc nói, cảm ơn anh tần kiêu cao mày không hiểu tại sao cô lại nói cảm ơn mấy lần trước anh tặng túi sách cho cô cô không hề nói cảm ơn anh lạnh lùng nói những lần trước em không nói cảm ơn trước kia lúc anh đưa túi cho cô cô luôn giả vờ nói thích sau đó thổ lộ với anh khen một chút mê hoặc anh nói mình yêu anh chết đi sống lại chẳng trách mỗi lần nghe cô thổ lộ anh đều nhìn cô không nói gì nhất định cho rằng cô là người ham mê vật chất vì muốn anh tặng thêm túi nên cố ý nịnh hót Đường Khê cảm thấy hổ thẹn vì những lần trước không hiểu chuyện, chân thành cảm ơn anh. Cảm ơn. 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 Trừ lần này thì trước đó Tần Kiêu đã tặng cô 8 chiếc túi. Tần Kiêu. Chương 3. Sau khi Đường Khê nói cảm ơn, để thể hiện sự tôn trọng đối với nửa căn nhà, đường khê không trực tiếp để lên kệ trong phòng quần áo như mọi khi mà ngồi cạnh tần kiêu để chiếc túi lên đùi cúi đầu sờ bên ngoài nhìn bên trong nhìn sờ kỹ như vậy rồi mà vẫn không biết nó làm từ chất liệu gì tần kiêu rủ mắt dừng trên người đường khê không biết cô muốn làm gì đường khê nghiên cứu hai phút xoay mặt nhìn về phía người đàn ông tần kiêu sao ngón tay đường khê mân mê chiếc túi đây là da gì tần kiêu da hiếm đường khê ồ lên có vẻ như tần kiêu biết rất nhiều về túi sách đường khê lại hỏi anh cái nào đắt hơn cái túi này hay cái túi bạc lần trước anh tặng em tần kiêu anh không để ý nửa căn nhà mà anh không để ý người có tiền quả nhiên thích mua gì thì mua đường khê lại hỏi sao mỗi lần về nhà anh đều tặng túi cho em thế tần kiêu nhướng mày em không thích sao không không đường khê sợ anh hiểu nhầm vội vàng giải thích, không phải em không thích, mà là có hơi nhiều rồi. Mỗi thứ sáu về nhà anh đều đưa một chiếc túi, mà lần nào cô cũng nhắc anh về, chắc hẳn trong mắt anh, cô chỉ vì túi sách nên mới gọi anh về. Mạch não đường khê chạy tới đây, càng nghĩ càng thấy khả năng tần kiêu nghĩ như vậy rất cao, cho nên lần nào về nhà anh cũng tặng túi, cô lập tức bổ sung, anh đi làm vất vả như vậy, cuối tuần về nhà phải nghỉ ngơi thật tốt, anh không cần lãng phí thời gian mua quà cho em đâu. Tần Kiêu nghe người vợ hiền lương thuộc đức của mình giải thích xong, vẻ mặt không kiên nhẫn, đây là chuyện riêng của anh. Ý của câu này là, lãng phí thời gian là chuyện của anh, không liên quan gì tới cô cả. Đường Khê biết anh không thích người khác điều khiển, gục đầu xuống, cắn môi rồi ngước mắt lên, lộ ra vẻ mặt vô tội, em chỉ lo lắng cho sức khỏe của anh thôi. Tần Kiêu rất thích vẻ mặt này của cô, mỗi lần cô nhìn anh thế này, cho dù anh mất bình tĩnh đến đâu cũng sẽ kìm lại được. Đàn ông dù có lạnh lùng đến đâu cũng không nở làm đau một bông hoa trắng nhỏ nhắn tinh khiết. Quả nhiên sắc mặt Tần Kiêu dịu đi rất nhiều, nhưng giọng nói vẫn cứng nhắc, nhiều quá à. Hả? Đường Khê không kịp phản ứng theo anh. Tần Kiêu nói, túi. Đường Khê nghĩ ngợi, cô vừa mới nói với Tần Kiêu rằng anh tặng cô hơi nhiều túi. Nhưng giọng của Tần Kiêu lại khiến cô cảm thấy cũng không nhiều đến thế. Không ít. Đường Khê nhìn Tần Kiêu, hơi khó hiểu hỏi ngược lại anh thấy không nhiều sao không nhiều tần kiêu coi nó là đương nhiên phụ nữ không phải đều thích có nhiều túi nhiều màu để thay đổi bảy ngày một tuần không trùng nhau sao đường khê cô không có thói quen tiêu tiền như thế tuy lời nói của tần kiêu lạnh như băng nhưng đường khê vẫn nghe được ý người khác có vợ mình cũng phải có thấy đường khê không nói gì tần kiêu lại hỏi em không thích không phải không thích không có cô gái nào không thích cuộc sống giàu sang cả nhưng cô không có thói quen mua sắm như vậy đường khê vốn định nói không nhưng khi bắt gặp ánh mắt thâm thúy của tần kiêu tìm cô lỡ một nhịp mà xui quỷ khiến nói thích tần kiêu đáp được rồi đã biết ý cô biết cô thích về sau vẫn sẽ mua tiếp tất cả phụ nữ đều thích cảm giác được người khác quý trọng đường khê cũng không ngoại lệ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh trong lòng cô có một cảm giác khó tả chuyện túi sách dường như không còn gì để nói nữa, cùng một người đàn ông cao lớn như Tần Kiêu nói chuyện về những chiếc túi xa xỉ cũng rất kỳ lạ. Thế là đường khê cầm chiếc túi đứng dậy, đi về phía phòng quần áo. Phòng ngủ và phòng quần áo thông với nhau, có thể đi vào phòng quần áo qua một cánh cửa ở giữa. Không biết ý tưởng này là của ai, nhưng trong nhà trừ hai phòng ngủ chính, hai phòng làm việc và phòng tập thể dục thì các phòng còn lại đều là phòng để quần áo, nên chúng rộng hơn bình thường rất nhiều. Đường khê đi vào phòng quần áo, đặt chiếc túi vào giữa hàng loạt những chiếc túi khác chụp ảnh gửi cho dịp sơ hạ lúc nãy dịp sơ hạ đặc biệt yêu cầu cô chụp ảnh mấy chiếc túi ở nhà cho mình xem bức ảnh đã được gửi đi nhưng dịp sơ hạ chưa xem tin nhắn đường khê đoán cô ấy với tô chi vẫn đang đi chơi bên ngoài nên không có thời gian kiểm tra điện thoại bèn xuống lầu lấy hai cốc sữa bò cô có thói quen uống sữa bò trước khi đi ngủ từ nhỏ mấy lần trước tần kêu về nhà cô để ý thấy chất lượng giấc ngủ của anh không tốt lắm Sữa bò giúp ngủ ngon nên cô cũng rót cho anh một cốc. Khi Đường Khê trở lại phòng ngủ, Tần Kiêu không ở trong phòng, trong phòng tắm có tiếng nước chảy ào, Đường Khê để sữa của anh lên tủ đầu giường. Cô thấy tin nhắn trả lời của Diệp Sơ Hạ. Diệp Sơ Hạ a, à, sao có nhiều túi thế? Cái nào cũng đẹp. Khê khê, chồng mày tặng quà giỏi phết đấy. Lần sau ra ngoài mày cầm chiếc túi màu bạc kia cho tao xem. Đường Khê ngồi trên sofa nhắn tin với cô được mày với tô chi về nhà chưa dịp sơ hạ bọn tao ra khỏi quán bar rồi nhưng chưa về nhà bọn tao thuê phòng ở một khách sạn gần đấy mày có muốn đến ở cùng không sau đó có một đoạn voice chat được gửi đến đường khê lấy tai nghe nghe là giọng của tô chi khê khê mày đến đây chơi với bọn đi tao gửi địa chỉ cho đường khê nhắn lại không được chồng tao về rồi hôm nay dịp sơ hạ và tô chi vẫn nhắc đi nhắc lại chồng mày chồng mày nên đường khê vô thức gõ chữ chồng tao. Sau khi gửi tin nhắn đi, đường khê nhìn chầm chầm vào hai chữ chồng tao, hơi ngại ngùng, muốn thu hồi tin nhắn, nhưng tin nhắn thoại của bên kia đã gửi đến. Tô Chi, không phải mày nói tối nay chồng mày không về nhà sao? Quên đi, dù sao chồng tao cũng không sao, đang nói chuyện phím với Diệp Sơ Hà với Tô Chi cơ mà. Đường Khê, anh ấy về nhà rồi, không biết có nhìn thấy tao ở quán bar không nữa. Đường Khê không rõ liệu anh có nhìn thấy cô không. Tô Chi, về nhà anh ta có nói gì với mày không? Đường Khê, anh ấy không nói gì, vẫn như thường lệ tặng cho tao một cái túi. Tô Chi, tặng túi là có ý gì nhỉ? Mỗi lần về nhà anh ta đều tặng túi cho mày à? Đường Khê, đúng rồi. Diệp Sơ Hạ, trời ạ, à, chồng mày chính là người đàn ông tuyệt vời, mỗi lần về nhà đều tặng một chiếc túi. Đường Khê, hình như anh ấy lớn lên trong nhung lụa nên có chút hiểu lầm về phụ nữ. Anh ấy thấy phụ nữ lúc nào cũng cần bảy chiếc túi đủ mọi kiểu dáng, màu sắc khác nhau để dùng trong một tuần nên lúc nào về cũng tặng tao một cái. Tô Chi và Diệp Sơ Hạ không kịp đề phòng bị nhét một miếng cơm chó. Diệp Sơ Hạ, bởi vì thấy phụ nữ nào cũng có nên mới cho rằng mày cũng cần. Quả nhiên phụ nữ nào nghe được lời Tần Kiêu nói cũng có phản ứng như vậy. Đường Khê, cũng có thể do anh ấy nghĩ rằng tao là vợ anh ấy, đi ra ngoài mà xách một chiếc túi rách rưới cũ nát sẽ làm anh ấy mất mặt. Diệp Sơ Hạ, dù trong lòng anh ta nghĩ gì đi nữa thì anh ta cũng đã không để mày thua thiệt những cô gái khác, nháy mắt một cái đã đủ để hạ gục 99% đàn ông rồi. Đường Khê, tao vẫn có cảm giác anh ấy nhìn thấy tao ở quán ba. Tô Chi, không đâu, đèn quán ba mờ như vậy, hơn nữa hai người cũng ngồi xa nhau mà. Lúc về nhà anh ta cũng không nói gì đúng không? Nếu anh ta thấy thì chắc chắn sẽ nói. Nếu anh ta không nói nghĩa là không nhìn thấy mày đừng suy nghĩ lung tung nữa đường khê cảm thấy tô chi nói có lý tần kiêu một chữ cũng không nhắc đến chuyện ở quán bar chắc là cô suy nghĩ nhiều rồi chỉ một lúc sau tần kiêu tắm xong đi ra khỏi phòng tắm mặc bộ đồ ngủ màu trắng đường khê mua cho mình cũng là bộ đồ đôi với váy ngủ của cô đường khê còn nhớ rõ lúc cô mua đồ ngủ cho anh anh bảo cô đừng quan tâm nhiều như vậy với cái bản mặt chán ghét đó đường khê nhìn bộ đồ ngủ trên người anh trong mắt hiện lên chút tự hào anh ghét bỏ mà còn mặc cơ đấy. Nhận ra sự vui vẻ trong mắt cô, Tần Kiêu cởi cúc áo trên cùng, nhẹ nhàng nói, hơi chật. Chật à, em thấy vừa mà. Cô bước đến gần để nhìn kỹ hơn. Cô thấy nó rất vừa mà, còn hơi rộng là đằng khác. Vẫn nên mặc đồ ngủ rộng hơn. Tần Kiêu lặp lại, chật. Được, anh thấy chật, dù sao cũng là anh mặc. Đường Khê dịu dàng nói, thế để lần sau em mua cho anh cỡ rộng hơn tần kiêu đáp không cần đường khê lần trước anh cũng nói không cần mua đồ ngủ thế mà anh vẫn mặc đó thôi đường khê không thèm để ý tới anh âm thầm nhớ kỹ lần sau mua đồ ngủ cho anh phải mua rộng hơn một sai phương thức sống chung của cô và tần kiêu luôn là như vậy con người anh đúng thật là chỉ sinh ra để bắt bẻ người khác nhìn cái gì cũng không vừa mắt nói chuyện làm người khác phát nghẹn cũng may mỗi ngày anh chỉ nói có mấy câu cô chỉ cần làm tốt chuyện cô nên làm là được cô quay mặt đi chỉ vào cốc sữa bò trên tủ đầu giường em thấy anh ngủ không ngon lắm nên rót cho anh một cốc sữa bò lát nữa anh uống đi tần kiêu không để ý liếc cốc sữa một cái nhíu mày ai rót sữa cho anh không ai cả em tự rót sao thế sữa bò cũng làm anh phát cáu cơ á tần kiêu lạnh lùng nói về sau không cần làm chuyện này vì sao anh không thích uống sữa bò à Đường khê tuổi thân nói, giọng nói như sắp khóc đến nơi. Giọng nói tần kiêu nhẹ đi vài phần, anh thích hay không không phải là chuyện của em, em cứ làm chuyện của mình, để anh yên. Em chính là vợ anh, chuyện của anh đương nhiên em phải quan tâm chứ. Tần kiêu mỗi lần nghe giọng điệu mẹ hiền vợ đảm này của cô đều thấy đau đầu, nhíu mày, anh không cần em quan tâm đến anh, em chỉ cần ăn uống đầy đủ, vui vẻ, hạnh phúc là được. Chỉ cần ăn uống đầy đủ, vui vẻ, hạnh phúc tại sao anh ta lại nói thế đường khê cảnh giác tự hỏi chẳng lẽ anh nhìn thấy cô trong quán bar nhưng không chắc có đúng không nên dùng chiêu thử cô hoặc anh biết mà không nói chỉ chờ cơ hội để tìm cớ ly hôn rốt cuộc thì nhà họ tần chọn cô chỉ vì cô ngoan ngoãn hiểu chuyện mà tần kiêu không hề thích người ta sắp xếp chuyện của anh thường xuyên làm trái ý người nhà nếu tìm được lý do hợp lý không những có thể dùng làm cớ ly hôn mà còn có thể đánh thẳng một cái vào mặt người nhà một mũi tên trúng hai con chim. Mặc kệ là do nguyên nhân nào, cô chỉ cần diễn tốt vai vợ hiền mẹ đảm là được. Đường Khê khẽ cười, điều chỉnh sang nụ cười dịu dàng, thâm tình, chân thành nhìn anh, "Em không thích ăn chơi vui vẻ, chỉ cần quan tâm anh, làm cho anh vui thì em cũng vui rồi." Khóe môi Tần Kiêu khẽ nhúc nhích, vẻ mặt khó nói nhìn cô, một lát sau, như thể sự kiên nhẫn đã đạt đến cực hạn, anh lạnh giọng nói, "Anh không vui." Đường Khê hùa theo đón ý anh, thế bây giờ phải làm sao anh mới vui? Tần Kiêu bước sang bên cạnh, giọng nói lộ ra vẻ xa cách, đừng chạm vào anh. Đường Khê ngoan ngoãn đáp, được. Không còn sớm nữa, ba ngày đường Khê vội chỉnh sửa ảnh, buổi tối ra ngoài chơi, mệt mỏi cả ngày nên chỉ muốn lên giường ngủ. Trong nhà chỉ có mỗi một phòng ngủ, mỗi lần anh về đều phải ngủ chung giường nhau. Cô ngủ bên trong, anh ngủ bên ngoài, giữa hai người là một khoảng trống rất rộng. Ngoài trừ việc đăng ký kết hôn, những phương diện khác hai người hoàn toàn không giống vợ chồng chút nào. Đến nay, cả hai vẫn chưa sinh hoạt vợ chồng. Không phải đường khê không muốn, mà là tần kiêu không có hứng thú với cô, luôn ngủ ở mép giường hệt như người đàn ông trong sạc sợ bị cô lợi dụng. Nếu không phải đêm lạnh chứng hôm đó, hai người suýt lau súng cướp cò, đường khê cảm nhận được cô có thể, thì cô vẫn giữ suy nghĩ có phải vì anh không được nên tần gia mới muốn cô gả cho anh hay không. Từ sau khi lãnh chứng xong, chất lượng giấc ngủ của đường khê được cải thiện đáng kể, cô có thể chìm vào giấc ngủ mà không bị người nhà họ đường quấy rầy. Vài phút sau khi đường khê nằm trên giường, cô cảm giác Tần Kiêu cũng đã lên giường. Bụt một tiếng. Tần Kiêu tắt đèn đầu giường, trong phòng tối đen như mực. Bởi vì sợ anh nhìn thấy mình ở quán bar, nên cô sợ hãi nhắm mắt hồi lâu vẫn không thấy buồn ngủ. Bên kia giường, Tần Kiêu nằm thẳng tắp như một pho tượng, chỉ có tiếng hít thở đều khiến đường khê tin rằng ngoài cô ra thì vẫn còn một sinh vật sống khác trên giường bởi vì không có động tĩnh gì đường khê không biết tần kiêu đã ngủ hay chưa không biết qua bao lâu đường khê cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mặt mình nhưng cô cố vờ như không biết vài giây sau một âm thanh vang lên từ phía bên kia giường ực ừ, ực ừ, tiếng uống nước tần kiêu đang uống sữa ngay trước khi đi ngủ anh vẫn không thích cô tọc mạch thế nhưng nửa đêm lại thức dậy uống sữa cô rót. Đường khê không chịu nổi nữa, mở mắt ra, trên mặt đầy ý cười nhìn anh, sữa có ngon không? Tần kiêu nghe thấy tiếng cô, dừng tay lại, đặt chiếc cốc rỗng lên tủ đầu giường, nằm xuống, nhẹ giọng hỏi, em tỉnh rồi. Đường khê thành thật trả lời, không, em chưa ngủ. Tần kiêu lại hỏi, trước khi đi ngủ em có uống sữa không? Đường khê trả lời, uống rồi. Tần kiêu, sữa giúp ngủ ngon, sao em uống rồi mà vẫn không ngủ được? Đường Khê Không phải ý của anh là anh ngủ không được, tin lời cô nói sữa bò hỗ trợ giấc ngủ nên mới lồng cồn bò dậy uống sữa đấy chứ. Kết quả là cô uống rồi mà vẫn chưa ngủ được. Thật là một chiêu hay, chuyển sự xấu hổ của mình sang người khác. Đường Khê nắm chặt tay, cố làm giọng nói của mình trở nên nhẹ nhàng, sữa chỉ có tác dụng giúp ngủ ngon hơn thôi, không phải thuốc ngủ đâu. Lời nói của đường khê hoàn toàn hợp lý tần kiêu không có gì để nói một lát sau đường khê vẫn không ngủ được ngập ngừng gọi người bên cạnh một tiếng tần kiêu đây giọng nói trầm ấm đáp lại thật nhanh đường khê sững người một lúc sau đó quay sang nhìn anh ngoài cửa sổ ánh trăng sáng ngời rèm cửa không kéo chặt ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng dưới ánh trăng mờ ảo đường khê nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm cô thấy được ánh mắt nóng như thiêu đốt của anh lập tức nín thở, bất động nhìn anh. Tần Kiêu nhìn chầm chầm vào khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay mình, có thể ngửi thấy hương thơm từ người cô, trong đầu hiện lên dáng vẻ của cô ở quán bar. Chiếc váy hai dây ôm sát tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô, eo thon chân dài, chiếc cổ thiên nga thon thả, xương quai xanh thanh tú, khí chất tao nhã lấn át vẻ ngoài trong sáng, duyên dáng và thước tha. Nhìn nhau một lúc, Tần Kiêu nghiêng người, mang theo hơi thở nam tính đến gần cô. Cơ thể đường khê đông cứng trên giường, nghe anh hỏi không ngủ được cả à? đường khê kéo chăn mỏng gật đầu trong bóng tối giọng nói trầm thấp của người đàn ông lại vang lên tập thể dục buổi tối có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ đường khê đường khê nhất thời không hiểu anh muốn biểu đạt gì chẳng lẽ sữa không có tác dụng ngủ ngon nên muốn trò chuyện đêm khuya với cô để ngủ ngon hơn cùng nhau vận động đêm khuya để ngủ ngon bây giờ đường tịch đột nhiên ý thức được lời nói của anh có ý gì sắc mặt đỏ bừng, theo bản năng di chuyển xuống giường, không để ý đã lùi đến mép giường. Nửa người nhoài ra ngoài, lòng đường khê thắt lại, ngay lúc cô nghĩ mình sắp ngã xuống thì một bàn tay to lớn nhanh chóng ôm cô vào lòng. Thắt lưng của đường khê rất nhạy cảm, cô không dám để người khác chạm vào. Khi anh ôm eo cô, cơ thể cô run rẩy trong lòng anh như cá mắc cạn. Cô kinh ngạc kêu lên một tiếng, hoảng sợ vặn vẹo người. Tiếng kêu của cô truyền vào tai Tần Kiêu, Lửa nóng trong người anh càng thêm rạo rực, giọng nói anh mang theo sự cảnh cáo, đừng nhúc nhích. Đường Khê bị sự nôn nóng lẫn trong giọng nói của anh dọa sợ, không dám lộn xộn nữa, cơ thể cuộn lại như mèo con cảnh giác, rụt rè nhìn anh, chỉ có ngón tay thon dài vẫn không ngừng dãy dụa, muốn gỡ tay anh khỏi eo cô. Đôi mắt Tần Kiêu nhìn cô run rẩy, vừa nãy sợ cô sẽ ngã xuống, dưới tình thế cấp bách mới ôm lấy eo cô, không ngờ cô lại phản ứng dữ dội như vậy, làm anh có một loại cảm giác muốn bắt nạt cô. Tần Kiêu hít thở nặng nề, khắc chế nói, anh buông tay, đừng động đậy. Đường Khê vội vàng gật đầu, em nằm im, anh mau bỏ tay ra đi. Giọng nói cô còn run rẩy, đuôi mắt phím hồng. Ánh mắt Tần Kiêu tối sầm lại, anh bỏ tay ra khỏi eo cô. Đường Khê còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe thấy anh tiếp tục đề tài vừa rồi. Em để ý à? Đại não Đường Khê trống rỗng, cơ thể cứng ngắc, có chút đờ đẫn không biết nên trả lời thế nào bọn họ vốn là vợ chồng đã là người trưởng thành hơn nữa còn đi lãnh chứng rồi đường khê cũng không định thủ thân như ngọc chỉ là anh vẫn không có ý kiến gì về phương diện này anh không đề cập tới làm cô rất vui vẻ đêm nay anh đột nhiên muốn làm chuyện này không ngoài dự đoán của đường khê dù sao anh vẫn còn trẻ tuổi sung sức có nhu cầu là chuyện bình thường nhưng đây không phải là chuyện đàn ông thăm dò treo chọc phụ nữ nữa từ chối nữa mời gọi sao hỏi trắng ra như vậy không sợ cô để ý sao Cô thật sự không có can đảm để nói là mình không để ý. Đường Khê bị ánh mắt thâm thúy của anh nhìn đến mức đỏ bừng cả mặt, nhẹ nhàng cắn khóe môi. Tần Kiêu thấy cô không trả lời, cho rằng cô không muốn, đầu óc cũng bình tĩnh lại, giữ khoảng cách với cô. Nghe thấy âm thanh loạt xoạt, khóe mắt Đường Khê liếc anh một cái, thấy anh nằm ngửa ở mép giường bên trái như mọi khi thì mê man. Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. Đường Khê nhắm mắt lại, đợi một hồi cũng không thấy người bên cạnh có bất kỳ động tĩnh gì thầm nghĩ anh không muốn làm nữa. Trước giờ anh muốn làm gì thì sẽ làm cái đó, Đường Khê cũng không có hứng thú với việc đoán xem trong đầu anh đang nghĩ gì. Cô trở mình, quay lưng về phía anh tiếp tục chờ cơn buồn ngủ đến, bỗng nhiên nghe thấy anh lên tiếng, nghe nói em rất yêu anh. Đường Khê ngẩn người, mở mắt, lập tức quay sang nhìn anh. Tần Kiêu vẫn nằm đó, không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt anh, nhưng lời nói vừa rồi của anh rất kỳ lạ. Tình cảm là chuyện của hai người anh lại nói về chuyện cô yêu anh, như thể anh biết được tình cảm của cô nhưng không thật sự muốn đáp lại. Tần Kiêu luôn không để ý những lời thâm tình của cô, nhưng sao hôm nay lại đột nhiên nổi hứng quan tâm. Đường Khê nhìn chầm chầm mặt Tần Kiêu, nghe thấy tiếng thở nặng nề của anh không giống như bình thường. Đường Khê mơ hồ hiểu được cảm giác kỳ lạ của cô đến từ đâu. Anh đang hỏi tại sao cô không trả lời rằng cô không ngại tập thể dục buổi tối với anh để dễ ngủ. Chương 4 Trong phòng ngủ im ắng, Tần Kiêu nhắm mắt lại, nằm trên giường không nhúc nhích, nhưng ấn đường lại ẩn chứa một tia châm chọc, chờ đợi câu trả lời của cô. Có vẻ như sự im lặng không phải biện pháp hay. Đường Khê không biết giờ phút này anh muốn làm gì, vẫn cố ý muốn hỏi cô, nhưng bình thường cô yêu anh đến chết đi sống lại nên nhất định không thể từ chối được. Đường Khê trầm mặt một lát, kéo chăn bông trước ngực lên, nửa khuôn mặt giấu trong chăn, ngượng ngùng nói, nếu như anh muốn, em, em không ngại. Người đàn ông đang đợi câu trả lời lập tức mở mắt, đè lên người cô, ánh mắt không chút kiên dè đánh giá khuôn mặt cô. Đường Khê hít một hơi thật sâu. Hơi thở nóng hổi mang theo mùi rượu phả vào mặt Đường Khê, gò mó cô đỏ bừng, cô bắt đầu sợ hãi, khẩn trương nhắm mắt lại, mím môi, hàng mi khẽ rung lên, hai tay nắm chặt cổ áo, ngực phập phồng. Mặt Tần Kiêu sát trước mặt cô, hầu kết anh di chuyển, anh có thể cảm thấy rõ sự hoảng loạn của cô, vậy mà lại nằm bất động dưới thân anh như một bức tượng. Mặc anh làm gì thì làm. Nghĩ đến việc cô xuất hiện trong quán bar, anh có chút khó chịu. Cô rõ ràng không thích phải phục tùng nhưng vẫn nhất quyết khoác lên mình vẻ ngoài dịu dàng ngoan ngoãn. Nhìn thoáng qua thì cô quan tâm đến mọi mặt của chồng mình, nhưng thực tế thì trong lòng một chút cũng không thèm để ý anh. Một lúc lâu sau đường khê vẫn không thấy Tần Kiêu có động tĩnh gì, cô cảnh giác mở mắt, đối diện với ánh mắt nóng rực của anh. "Em để ý sao?" Anh hỏi lại một lần nữa. Đường Khê cảm thấy anh nhẫn nại rất vất vả, vẫn tôn trọng ý kiến của cô, không bị hóc môn khống chế, cảm thấy ở phương diện này anh chính là một người đàn ông thực thụ. Mặt đường Khê đỏ ửng, nhỏ giọng nói, không ngại. Sao lại không ngại? Giọng tần kiêu khang khang. Hả? Đường Khê sửng sốt một chút, chúng ta là vợ chồng, mà vợ chồng làm việc này. Đường Khê không nói được nữa, cúi xuống, mặt đỏ rần, không dám nhìn vào mặt anh tần kiêu đột nhiên lạnh mặt xuống khỏi người cô bóng đen trên đầu đột nhiên biến mất loại cảm giác áp bức cũng dần tiêu tan đường khê trợn tròn mắt đến nước này mà anh còn đi xuống không làm là một người phụ nữ đường khê cảm thấy đây chính là một sự vũ nhục cô cắn môi nhẹ nhàng nói em thực sự không ngại mà đừng nói nữa tần kiêu cao mày lạnh lùng nói đường khê đường khê đột nhiên nghĩ đến rất nhiều câu chửi thề suýt nữa không nhịn được mà thốt ra ngàn chữ ghép lại thành bốn chữ tần kiêu có bệnh rõ ràng anh muốn làm hỏi cô có ngại không cô không trả lời nên anh cảm thấy cô không yêu anh cô nói không ngại vậy mà anh lại nói cô im miệng cô không hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì nữa bụp một tiếng tần kiêu duỗi tay bật đèn đầu giường ánh sáng chói lóa đột ngột khiến đường khê khó chịu nhìn tần kiêu đang ngồi trên giường bằng ánh mắt mờ mịt ánh mắt tần kiêu quét qua mặt cô, không nói lời nào, anh giơ tay tắt đèn đi. Đường khê. Bật tắt đèn vui lắm sao? Có bệnh rồi. Căn phòng lại tối tăm như trước, tần kiêu ngồi dựa vào thành giường hơn một phút rồi xoay người xuống giường. Đường khê không hiểu anh muốn làm gì, khuya rồi mà còn không ngủ. Tần kiêu sờ soạn đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, sau đó có tiếng nước chảy vọng ra ngoài. Đường khê. Có bệnh. Tần Kiêu có bệnh rồi. Đường Khê vô cùng tức giận trước những lời nói của anh, ước mình có thể xông vào phòng tắm đá anh một cái. Đường Khê nằm trên giường, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại để bình tĩnh, thầm nghĩ rằng Tần Kiêu có bệnh. Bởi vì Tần Kiêu có bệnh nên hành vi vừa rồi có thể hiểu được. Suy nghĩ này khiến Đường Khê cảm thấy khá hơn rất nhiều. Vốn dĩ chỉ muốn mắng anh vài câu để trút giận, không ngờ việc lặp lại bốn chữ Tần Kiêu có bệnh khiến cô như bị thôi miên, ý thức dần trở nên mơ hồ mơ mơ màng màng, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, người đàn ông cao lớn đi lên giường, người vẫn còn ẩm. Đường khê trở mình quay lưng về phía anh, trùng chăn, chìm vào giấc ngủ say. Sáng hôm sau lúc đường khê mở mắt ra đã không còn ai ở đầu giường bên kia. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu sáng cả căn phòng, có vẻ không còn sớm nữa. Đường khê sốc chăn ngồi dậy, ngáp một cái, duỗi tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường bên cạnh. 9 giờ rưỡi. Tối hôm qua trước khi đi ngủ cô đã đặt báo thức lúc 7 giờ, có lẽ lúc nó kêu đã quấy rầy tần kiêu nên anh đã tắt đi. Quy nhận được vài tin nhắn mới. Đường khê bấm vào, tin nhắn đầu tiên là mẹ của tần kiêu gửi, hỏi cô hôm nay có về nhà không? Từ khi kết hôn với tần kiêu, mỗi tối thứ sáu đường khê đều gọi tần kiêu về nhà, chỉ để thứ bảy đưa tần kiêu về nhà chính của tần gia, ở lại nhà chính một đêm, cùng cả nhà quay quần, bồi dưỡng tình cảm. Tần kiêu về muộn. Nếu không có chuyện gì ngoài kế hoạch thì hôm nay sẽ về nhà chính tầng gia. Tuy nhiên Đường Khê không trả lời tin nhắn của mẹ Tần ngay vì cô không thể biết rằng hôm nay anh có khó ở rồi không muốn về không. Cô phải xác nhận với anh trước đã. Đường Khê xuống giường đi dép lê vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô thay quần áo đi xuống lầu. Tần Kiêu đang ngồi trên sofa, tay cầm tài liệu làm việc, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt anh khiến hàng mày rậm và đôi mắt lạnh lùng của anh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều lông mi anh hơi rũ xuống ánh mắt dán chặt vào màn hình ipad trong tay trên bàn trước mặt anh còn có một tách cà phê thứ bảy không có nghỉ ngơi nhiều một chút mới sáng sớm đã uống cà phê người này thật không biết chăm sóc sức khỏe đường khê đến gần anh nói mẹ vừa nhắn tin cho em hỏi hôm nay chúng ta có về nhà không anh có rảnh không thì về với em ngụ ý là anh có về hay không thì cô vẫn về tần kiêu không ngẩng đầu thấp giọng nói có việc đường khê lập tức đề xuất cách giải quyết anh có thể mang công việc về nhà làm cũng được mà tần kiêu ngẩng đầu vẻ mặt không thể nói lý với cô mẹ nói anh rất thích món gà kho dừa lần trước về nhà mẹ đã dạy em nhưng em chưa học được hôm nay em muốn học lại với mẹ nhưng anh một tuần mới về một lần em cũng không muốn tách ra với anh một chút nào tần kiêu nhíu mày không làm thì thôi em không cần phải làm đường khê tiếp tục lên tiếng mẹ còn bảo em không về không được mỗi lần về nhà chú thím chị gái anh rể ai cũng có đôi có cặp em mới gả đi được hai tháng ngoài anh ra thì chẳng quen ai ở đó một mình không có ai để em dựa dẫm hết đường khê nói xong thì gục đầu xuống hè hé mắt nhìn anh dùng ngón tay chọc chọc bả vai anh tần kiêu lát nữa anh về nhà chính với em nhé có được không tần kiêu thấy vẻ mặt cô đơn của cô vô cảm ừ một tiếng Đường Khê đã đạt được mục đích nên không làm phiền anh nữa, cầm điện thoại gọi video côn với mẹ Tần, nói rằng hôm nay cô sẽ về. Cô đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía anh, mặc một chiếc váy dài màu mơ, đôi mắt màu hạnh nhân ngập nước biết cười bị ánh mặt trời chiếu sáng, cô mảnh khảnh và duyên dáng động lòng người. Ngoài mẹ Tần, Thím Tần cũng có mặt trong video côn. Tần kêu thấy cô nói chuyện với mẹ và Thím một cách dịu dàng, giọng ngọt ngào gọi một tiếng mẹ, một tiếng Thím nếu không phải nói nhớ mọi người thì cũng là hỏi bố và chú đâu chị gái anh rể hôm nay có về không hay là em họ đâu rồi cô hỏi thăm từng người một trong nhà họ tần còn nhắc đến đàn gà mà bố nuôi để giết thời gian kể lể đủ thứ chuyện vừa nãy còn nói anh không về với cô cô sẽ cô đơn không có chỗ dựa anh lại thấy cô có quá nhiều người dựa vào không xuể đấy chứ đường khê gọi video côn xong xoay người trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng nhìn thấy tần kiêu đang nhìn cô thì dịu dàng hỏi sao thế? Tần Kiêu chép miệng, dời mắt, cúi đầu tiếp tục làm việc. Đường Khê Có bệnh Đường Khê thầm mắng anh một câu, không quan tâm Tần Kiêu đang nghĩ gì trong đầu, mặc kệ anh, xoay người đi vào phòng bếp làm hai cái bánh kiểu trung đơn giản. Cháo hôm qua vẫn còn trong nồi, hầm nóng lại là ăn được rồi. Trên bàn ăn, Đường Khê muốn tìm chủ đề nói chuyện với anh, nhưng thấy anh không có hứng thú, cũng không thực sự muốn nói chuyện với cô nên cũng không quấy rầy nữa, im lặng cúi đầu ăn cơm. Chỉ mất 10 phút để làm xong một bữa sáng, bát đĩa trên bàn lát nữa sẽ có người tới thu dọn. Đường khê lên lầu chuẩn bị. Vì phải ở nhà chính qua đêm nên cô mang theo một số đồ thiết yếu. Lúc thu dọn xong xuôi đã gần 11 giờ trưa, đường khê sợ tần kiêu chờ lâu rồi tức giận nên vội vàng sách túi xuống lầu. Mấy lần trước về nhà chính đều là tần kiêu lái xe, hôm nay chắc do tối qua ngủ không ngon nên tần kiêu gọi tài xế đến. Đường Khê và Tần Kiêu ngồi ở hàng ghế phía sau, vừa lên xe anh đã mở iPad tiếp tục làm việc, thoạt nhìn thật sự rất bận rộn. Đường Khê yên lặng ngồi bên cạnh không làm phiền anh. Một lúc sau, Đường Khê thấy Tần Kiêu đang xoa thái dương, mí mắt rũ xuống, dường như có chút quẻ quải. Đường Khê khuyên anh, nhìn màn hình trên xe rất dễ say xe, tối qua anh ngủ không ngon lắm, nghỉ ngơi một chút đi. Tần Kiêu ngẩng đầu nhìn cô, không nói đường khê ngập ngừng cầm lấy chiếc ipad trong tay anh thấy anh không ngăn lại thì tắt đi để sang một bên lúc quay người lại đã thấy tần kiêu nhắm mắt người hơi ngã về phía sau dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi đường khê nghĩ rằng do anh mệt mỏi thật nên mới nghe theo lời khuyên của cô nghỉ ngơi nếu là bình thường anh chắc chắn sẽ ghét bỏ nói cô đừng quan tâm chuyện của anh đừng nhiều chuyện sau đó chứng minh anh không cần cô quan tâm bằng cách tiếp tục lao đầu vào công việc nghĩ đến dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng chết người của tần kiêu Đường Khê lại nghĩ đến cảnh hôm qua anh nửa đêm tỉnh dậy, uống sữa, vào phòng tắm tắm rửa, không biết mấy giờ tỉnh ngủ, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười, không nhịn được bật cười thành tiếng. Nghe thấy tiếng cười của cô, hình như Tần Kiêu đoán được cô đang nghĩ gì, mở mắt ra, hơi nghiêng đầu, yên lặng nhìn cô chăm chăm. Đường Khê vừa quay đầu thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, ngẩn người một chút, sau đó yên lặng quay mặt sang hướng khác, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ để lại cho anh mỗi cái ót. Tần Kiêu chương 5. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Suốt đường đi không ai nói gì, chiếc mây bách vững vàng lái tới trước cửa nhà họ Tân. Bây giờ là giữa trưa, ánh nắng chiếu thẳng vào đầu, đường khê vừa xuống xe đã cảm thấy ánh mặt trời chói chang như thiêu đốt. Quản gia của nhà họ Tần là bác Trịnh đã đứng chờ trước cửa từ sớm, cẩn thận chuẩn bị ô che nắng, thấy xe đến là mở ô ra đón, cẩn thận che nắng cho đường khê cảm ơn bác trịnh để cháu tự che là được đường khê cầm lấy chiếc ô giơ tay lên nghiêng ô về phía tầng kiêu anh sải bước về phía trước đường khê tỏ ra hết sức quan tâm tầng kiêu mọi việc đều đặt tầng kiêu lên đầu đây là cửa nhà họ tầng mặt trời chói chang như vậy bất kể chuyện gì xảy ra đi chăng nữa nhà họ tầng cũng không thể nhìn thấy đứa con trai quý giá nhà mình cầm ô phơi nắng dưới ánh mặt trời được đường khê lon ton đuổi theo nắng to lắm tia cực tím rất hại cho da phải che ô cẩn thận kẻo bị cháy nắng mất. Cánh tay phải của cô phải dơ lên thật cao mới có thể che cho anh giờ đã hơi mỏi, hơn nữa anh còn đi nhanh về phía trước nên đường khê không đuổi kịp, vì vậy đầu chặn của chiếc ô va vào gáy anh như gà mổ thóc. Đầu chặn là mấy cái khoanh đỏ trong ảnh. Tần kiêu dừng bước, quay người lại nhìn cô. Đường khê không biết anh đột ngột dừng lại nên không kịp dừng bước, viền ô làm bằng ren màu hồng chọc thẳng vào khuôn mặt nghiêm túc của anh. Đường khê giật mình, vội vàng bỏ ô xuống ngẩng đầu hỏi, anh không sao chứ? Tần Kiêu cúi đầu nhìn cô, ấn đường nhíu lại lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Giọng nói đường khê có chút ấy nấy, anh có đau lắm không? Tần Kiêu liếc nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô, cầm lấy chiếc cô, hờ hững nói, không sao đâu, chúng ta vào thôi. Bác Trịnh đặc biệt chuẩn bị ô che nắng cho đường khê, mà Tần Kiêu cường tráng như vậy, từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ sợ nắng nên cũng không cần ô che, huống hồ Tần Kiêu cũng chẳng thèm đụng đến những thứ như thế này. Vì vậy cái ô này là bác trịnh chuẩn bị theo ngoại hình và khí chất của đường khê, màu hồng, xung quanh viền ren, nhỏ nhắn tinh xảo, rất thích hợp để một cô gái nhỏ che nắng. Hai người che cùng nhau thì có vẻ không đủ rộng. Tần kiêu cầm ô, cánh tay nghiêng về phía cô, phần lớn ô là che cho cô, người anh thì bị lộ ra ngoài, ánh nắng dọc theo mép ô đổ bóng lên bờ vai rộng của anh. Đường khê khẽ liếc anh một cái, trên mặt anh không có cảm xúc gì, nhưng vì đi cùng cô nên bước đã chậm hơn rất nhiều. Đường Khê cảm thấy Tần Kiêu Thoạt trông rất lạnh nhạt, lúc nào cũng kiêu ngạo, hàng ngày đều tỏ vẻ ông đây rất bận, đừng làm phiền, nhưng trong xương cốt vẫn toát ra sự lịch thiệp và tinh tế. Hai người sóng vai đi vào sân, theo sau là tài xế và bác Trịnh cầm qua. Mới vào cửa mấy bước, một cô gái nhỏ mặc váy màu hồng từ trong phòng đi ra, đứng trước cửa, mỉm cười vẫy tay với Tần Kiêu và Đường Khê, anh hai, chị dâu, hai người đến rồi. Cô bé là con gái của chú Tần Kiêu, tên Tần Viện so với những gia tộc khác cứ đi vài mét là gặp mấy chục người thì nhà họ tần tương đối thưa thớt thế hệ của bố tần kiêu chỉ có hai anh em là bố tần và chú tần bố mẹ tần kiêu có hai người con ngoài tần kiêu thì còn một cô chị lớn tên là tần xu nữa mà chú tần chỉ có một đứa con gái là tần viện nên cả hai nhà đều không có bao nhiêu người bởi vì bố tần và chú tần không tranh giành quyền lực hai anh em hòa thuận với nhau nên quan hệ giữa mẹ tần và thím tần cũng rất tốt đẹp vậy nên đến bây giờ họ vẫn sống chung với nhau. Nhà chính này gồm ba biệt thự nhỏ, mỗi gia đình một căn. Hồi ông bà còn sống thì ở riêng một căn, chỗ đó bây giờ không còn người ở, hai nhà vẫn thường cùng nhau ăn cơm. Vì vậy mối quan hệ của Tần Kiêu với cô em họ này thân thiết như anh em ruột. Đường khê mỉm cười, viện viện. Trong phòng khách chỉ có mình Tần Viện, có tiếng cắt rau từ trong bếp vọng ra. Không đợi Tần Kiêu và Đường Khê hỏi, Tần Viện chủ động nói trước mẹ em và bác gái đang nấu cơm trong bếp còn bác trai và bố em thì ra ngoài câu cá từ sớm rồi muốn câu con cá to nhất để nấu canh cho chị đến bây giờ vẫn chưa về em đoán là thể nào cũng đang thi xem ai câu được nhiều nhất nhà họ tần có một đầu bếp riêng nhưng mỗi lần đường khê và tần kêu về nhà thì mẹ chồng và thím vẫn thường đích thân xuống bếp nấu một bàn đồ ăn đầy ắp tất cả đều là món hai vợ chồng thích ăn lòng đường khê tràn ngập ấm áp người nhà họ tần thật sự rất quan tâm đến cô không để ý việc nhà họ đường kém hơn nhà họ tần muốn nhà họ tần giúp đỡ mà khinh thường cô hơn nữa ở nhà họ tần đường khê có thể cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình mà đã nhiều năm cô không được cảm nhận vậy nên cô cũng rất thích đến nhà họ tần nói chuyện với người nhà họ tần mẹ tần đang băm thịt làm thịt viên trong bếp thím tần đứng bên cạnh giúp đỡ tiếng băm thịt rất to ác đi tiếng nói chuyện bên ngoài lúc đường khê và tần kêu vào bếp thì hai người mới biết hai vợ chồng đã đến mẹ Thím, để con giúp hai người nhé. Đường Khê đi tới bồn rửa bát, chuẩn bị rửa tay rồi vào giúp. Mẹ Tần lên tiếng, không cần đâu, còn mỗi món canh thôi, làm nhanh lắm. Mẹ Tần đang cầm dao trên tay nên không tiện, thím nhẹ nhàng đẩy tay Đường Khê, đuổi cô ra ngoài, trong bếp toàn khói với dầu mỡ thôi, còn ra ngoài phòng khách chơi với Tần Kiêu và Viện Viện đi, lát nữa ăn cơm. Bà nhìn ra ngoài vẫn chưa thấy bóng dáng bố Tần và chú hai đâu, nhíu mày bất mãn nói với Tần Viện sắp 12 giờ rồi mà bố con với bác con vẫn chưa về. Con gọi điện thoại hỏi bố xem có phải ngã xuống sông không bò lên nổi không? Mẹ Tần cũng phụ họa, hài hước nói, à, nhân tiện hỏi bác cháu có phải cũng rơi xuống sông luôn không, có cần người nhà gọi xe cấp cứu không? Được cả, à, để con gọi điện cho bố. Tần viện ngay lập tức đi lấy điện thoại. Vừa dứt lời, bố Tần và chú Tần lần lượt bước vào, chắc là nghe thấy lời vừa rồi nên cười hỏi, làm gì mà phải gọi xe cấp cứu? Tần viện đặt điện thoại xuống, cười, mẹ và bác thấy muộn rồi mà bố vẫn chưa về, lo hai người rơi xuống nước nên muốn gọi xe cấp cứu đến. Bố Tần và chú hai nghe cô bé nói thế cũng không tức giận, trái lại còn vui vẻ cười nói, cá đây, bố và bác biết chị dâu con thích ăn cá nên câu nhiều một chút. Hôm nay trời nắng to nên khuôn mặt hai người đỏ ửng do phơi nắng quá lâu. Đường khê vội vàng rót hai cốc nước cho hai người bọn họ. Con cảm ơn ạ, à, bố và chú vất vả rồi có gì đâu mà vất vả ông già này cái gì cũng làm được miễn là các con thích ăn bố tần một hơi uống gần hết nửa cốc nước tự hào nói với đường khê hôm nay chú con câu không bằng bố bố câu được hơn chú ấy tận hai con cá bố nói là bố lợi hại hơn mà chú ấy cứ nhất quyết không phục còn nói điêu là cá của chú ấy to hơn cá của bố cá của bố to hơn thì có chú tần cũng vội lên tiếng em không hề nói điêu nhé cá của em toàn con hai ba ký mấy con lèo tèo em không thèm, đều thả lại hết. nếu không thì em đã hơn anh rồi. bố tần hừ một tiếng, chú đừng có mà khoác lác, còn cá lớn nhất của chú chưa chắc đã được hai, ba cân, hai, ba lạng còn nghe lọt tai. hai anh em tranh luận xem ai câu được con cá lớn hơn. tần viện đến cạnh đường khê, dùng cánh tay khèo cô, nhỏ giọng thì thầm, chị dâu, lại cãi nhau rồi, chúng ta cứ trốn đi thôi, nếu ở đây mãi nhất định sẽ bị gọi làm trọng tài phân xử đấy đàn ông ở cạnh nhau khó tránh việc so đo. Bố Tần và chú hai Tần mỗi ngày ở nhà không có việc gì để làm, chỉ thích so đo những chuyện vặt vảnh như thế, cả hai đều không chịu thua, còn lôi người ngoài cuộc vào nhờ phân xử, xem ai là người giỏi nhất. Quả nhiên, sau khi nói qua nói lại mấy câu, bố Tần đề nghị, vậy để khê khê và viện viện xem cá chúng ta bắt, xem ai có con cá to hơn. Đường khê và Tần viện bất đắc dĩ nhìn nhau. Mẹ Tần đi ra từ trong bếp, thấy lưng của bố tần đã ướt đẫm mồ hôi mà vẫn đang tranh cãi với chú tần tới mức mặt đỏ tía tai thì tức giận so cái gì bảo hai anh em đi câu cá mà bây giờ mới vác mặt về còn đứng đây cãi nhau mau lên lầu tắm rửa thay quần áo sắp đến giờ ăn cơm rồi thím cũng đứng sau lưng mẹ tần lạnh lùng liếc chú tần một cái hai anh em ngại ngùng không nói nữa bố tần lấy khăn lông lau mồ hôi hỏi kêu kêu không về à Đường Khê bây giờ mới nhận ra Tần Kiêu không có trong phòng khách. Trả lời, anh ấy về rồi nhưng vẫn còn công việc, đang ở trên lầu làm việc cả. Tuy rằng không thấy Tần Kiêu đi lên lầu nhưng không ở phòng khách thì chắc chắn phải ở trên lầu. Bố Tần ừ một tiếng, không nói gì, lên lầu tắm rửa. Đường Khê cảm thấy người nhà họ Tần và Tần Kiêu không giống nhau chút nào. Người nhà họ Tần ai cũng thích không khí đầm ấm, náo nhiệt, thường xuyên ngồi trong phòng khách nói chuyện với nhau, còn Tần Kiêu rất ít khi tham gia, đều một mình trên lầu, chỉ có lúc ăn cơm mới đi xuống. Thoạt nhìn không hợp nhau. Trên bàn ăn cơm, cả nhà hòa thuận vui vẻ trò chuyện, chỉ có Tần Kiêu mặt lạnh ăn cơm, không hứng thú với chuyện gì cả. Bố Tần đột nhiên hỏi Tần Kiêu, gần đây con có bận chuyện gì không? Đường Kiêu đáp ngắn gọn, không ngạ. Nếu con có thời gian thì nên ra ngoài chơi với Tiểu Khê. Hai đứa cũng đã kết hôn khá lâu rồi mà vẫn chưa đi tuần trăng mật, không thể để Tiểu Khê tuổi thân được tần kiêu nghiêng đầu nhìn về phía đường khê đường khê đang hút nước canh thì thấy mọi người đều nhìn mình vội vàng đặt thì xuống nhẹ nhàng lên tiếng con không hề tuổi thân đâu ạ à. tần kiêu đối xử với con rất tốt tuy anh ấy bận rộn nhưng vẫn dành thời gian về nhà với con chỉ cần nhìn thấy anh ấy là con đã vui lắm rồi không biết có phải bị lời nói của cô làm cho buồn nôn hay không mà tần kiêu gác đũa nhìn mặt không ăn nữa nhưng anh vẫn giữ thể diện cho cô Lẳng lặng ngồi ở bàn ăn đến khi mọi người ăn xong mới rời đi chứ không vứt đũa bỏ đi ngay. Ăn xong, Đường Khê ngồi trên sofa trong phòng khách xem tivi, nói chuyện phím với mẹ Tần, Thím và Tần Viện, trong lúc đó bố Tần và chú đang chơi cờ, còn Tần Kiêu thì lại lên lầu. Tivi đang chiếu bộ phim có nội dung là cô gái lọ lem được gả vào nhà hào môn, nữ chính nghèo khó và nam chính giàu có thực sự yêu nhau nhưng nữ chính lại không được nhà chồng chấp nhận, thường xuyên bị làm khó dễ. Thím Tần là một người dễ xúc động mỗi khi xem phim vừa xem vừa mắng nhân vật mẹ chồng, bà mẹ chồng này thật tàn nhẫn hết chỗ nói. Tiểu Văn đang mang thai mà lại bắt con bé làm việc nhà, nhà không có giúp việc hay sao? Không sợ Tiểu Văn sẽ xảy mất đứa con trong bụng? Dù cô ấy có nghèo khó thì đứa bé đó cũng là cháu trai ruột của bà ta mà, nữ chính tên là Tiểu Văn. Đường Khê lên tiếng, kịch bản phim truyền hình đều là như vậy, vậy mới có thể khiến khán giả xúc động được, không diễn như vậy thì chẳng có ai xem đâu ạ. À. Thím Tần nói tiếp. Ít nhất bố chồng của Tiểu Văn vẫn còn lương tâm, không bị chó gặm, biết phụ nữ sinh con vất vả nên muốn thưởng cho Tiểu Văn. Nhưng tại sao con trai thì được tận 100 vạn còn con gái chỉ được có 50 vạn? Số tiền đó thì dùng được vào đâu chứ? Nói xong, bà kéo tay đường khê, vừa cười vừa nói, nếu là nhà chúng ta, dù là sinh con trai hay con gái thì đều được thưởng ít nhất mỗi đứa một tỷ đúng không? Chỉ không biết tiểu khê có muốn sinh hay không thôi. Đường khê không ngờ bà lại bẻ lái sang mình, nghĩ tới việc sinh được một đứa con đã có cả một tỷ, lại nghĩ tới việc mỗi lần về nhà Tần Kiêu đều tặng mình một chiếc túi trị giá nửa căn nhà. Đúng là người một nhà, hào phóng như nhau. Đường khê ngại ngùng cúi đầu, đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào thì phát hiện có một ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm. Cô quay đầu lại, thấy Tần Kiêu không biết đã xuống từ khi nào, cầm cốc nước đứng ở chân cầu thang, đôi mắt thâm thúy nhìn cô, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Mẹ Tần, Thím và Tần Viện đều theo ánh mắt cô, Nhìn thấy Tần Kiêu. Tần Kiêu nhìn Đường Khê một lúc, thấp giọng nói, lên nhà thu dọn đồ đạc đi, lát nữa chúng ta sẽ về. Đường Khê sững người. Đi ngay bây giờ sao? Không qua đêm ở đây à? Mấy lần trước đều là thứ bảy về nhà, ở lại một đêm đến chiều hôm sau mới về. Không biết vì sao chưa hết nửa ngày, vị đại thiếu gia này lại muốn rời đi. Mẹ Tần cũng hỏi, sao lại đi rồi? Không ở đây ngủ một đêm sao? Tần Kiêu ừ một tiếng, nhàn nhạt nói, có việc. Thấy đường khê ngồi yên không nhúc nhích, Tần Kiêu đành bước đến chỗ cô, không cho cô cơ hội mở miệng nói chuyện, kéo cô từ sofa đứng dậy, nắm cổ tay cô kéo lên lầu. Anh nói thu dọn đồ đạc nhưng cô chỉ cần cầm túi lên rồi đi vì đã kịp lấy gì ra khỏi túi đâu. Lúc Tần Kiêu nói phải về nhà cho đến lúc ngồi lên xe, tất cả chưa đầy ba phút. Người nhà họ Tần muốn giữ họ là một đêm, nhưng không được vì chiếc xe đã lăn bánh. Đường Khê thò đầu ra, vẫy tay với người nhà họ Tần đang nhìn cô và anh rời đi. Mẹ, thím, tuần sau con sẽ về thăm mọi người. Mẹ Tần cũng nói với theo, đi đường cẩn thận. Nhìn chiếc xe rời đi, thím Tần lo lắng hỏi, sao nhìn kiêu kiêu không mấy vui vẻ vậy? Bà lo lắng chính mình là người đã châm ngòi bom, trong lòng lo sợ bất an. Tần viện khẳng định, không đâu mẹ ơi, anh ấy đang tức giận đấy. Thím Tần dời mắt nhìn con gái mình, đợi một lời giải thích. Tần viện yếu ớt giải thích, ai bảo mẹ dùng tiền nhục mà vợ anh ấy. Thím Tần Lúc chiếc xe rẽ vào khúc cua thì đã không còn nhìn thấy căn nhà nữa, đường khê mới xoay người lại ngồi đàng hoàng. Tần kêu ngồi cạnh cô, mím môi, sắc mặt âm trầm. Đường khê không biết có chuyện gì xảy ra. Tại sao anh lại phát điên đến mức kéo cô về nhà ngay lập tức? Anh có thể rời đi một mình cơ mà, sao phải nhất quyết kéo cô đi cùng? Đường Khê vốn dĩ không muốn đối diện với tính khí nóng nảy của vị thiếu gia này, nhưng anh cứ dùng ánh mắt u ám nhìn chằm chằm cô khiến cô chẳng thể phớt lờ ánh mắt đó. Đành phải lên tiếng: Công ty có chuyện gì hay sao mà anh về sớm thế? Hang mây rậm của Tần Kiêu hơi nhíu lại, anh hỏi với vẻ thắc mắc: Đường Khê, em là cục bột nhão à? Đường Khê nhìn anh đầy khó hiểu, không hiểu anh có ý gì. Tần Kiêu lại hỏi: Em không biết tức giận hả? tuy rằng cô không hiểu tần kiêu đang ẩn ý điều gì nhưng vẫn đủ khôn ngoan để dựa vào nghĩa đen mà dịu dàng giải thích đương nhiên là em biết thức giận rồi tần kiêu nhìn thẳng vào mắt cô lông mày càng nhíu chặt hơn một lúc sau quay mặt đi chỗ khác không nhìn cô nữa đường khê có bệnh rồi đường khê nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ tần kiêu liếc nhìn cô thấy cô không nhìn mình nữa thì biết rằng cô đang nổi giận với cái tính tình khó ở của mình mắt không thấy tim không đau khóe môi tần kiêu mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy có nói cũng vô nghĩa. Cô luôn giữ vẻ nhu mì đoan trang bên ngoài, không thèm chấp nhặt cũng không tranh luận với anh, lúc nào cũng tỏ vẻ dù có nói anh cũng chẳng thay đổi. Không khí trong xe rơi vào im lặng, đường khê lấy điện thoại trong túi sách ra, đang định chơi game thì thấy tin nhắn uy chát của thím. Thím, y tiểu khê, vừa nãy thím có nói nếu con sinh được con thì sẽ được thưởng ít nhất một tỷ chỉ vì thím cảm thấy bố chồng tiểu văn trong phim quá keo kiệt, đừng hiểu lầm thím nhé đường khê khó hiểu nhưng vẫn trả lời tất nhiên con sẽ không hiểu lầm thím đâu thím đối xử với con rất tốt mà tại sao thím lại nghĩ câu nói này xúc phạm đến cô nhỉ người bình thường chẳng ai nghĩ như thế cả thím con không hiểu lầm là tốt rồi hình như kiêu kiêu đang hiểu lầm thím giận thím thì phải cũng do thím ăn nói mà không suy nghĩ trước sau giúp thím giải thích với thằng bé nhé đường khê cho nên vừa rồi Tần Kiêu đột nhiên tức giận bảo cô thu dọn đồ đạc về nhà là vì nghe thím nói nếu cô sinh con sẽ được thưởng một tỷ, hiểu lầm thím đang xúc phạm cô bằng tiền đúng không? Chương 6 Đường Khê nhìn sang Tần Kiêu với vẻ mặt không thể nào tưởng tượng được, anh bắt chéo chân ngã người dựa vào ghế, lông mi hơi rũ xuống, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Bộ dáng xem cô như không khí này sao có thể vì cô mà nổi giận với người nhà như thím nói được chứ? Có lẽ không phải Tần Kiêu hiểu lầm thím mà là ngược lại mới đúng cảm nhận được ánh mắt của cô tần kiêu ngước mắt lên nhìn cô ánh mắt hai người chạm phải nhau đôi mắt đường khê ngay lập tức cong lên dịu dàng cười với anh tần kiêu thấy vậy thì lập tức dời mắt đi đôi môi mỏng hơi mím lại lại có một tin nhắn mới từ wechat đường khê nhìn thoáng qua là tin nhắn của thím hỏi cô đã giải thích với tần kiêu chưa trong đầu đường khê chợt lóe lên hình ảnh tần kiêu sải bước đi về phía cô nắm lấy cổ tay cô dùng sức kéo cô ra khỏi nhà họ tần Vừa rồi cô không hiểu tại sao anh lại mắng cô là không biết tức giận. Chẳng lẽ anh thực sự bên vực cô, cho rằng thím xem thường cô nên mới nói vậy. Chỗ cổ tay vẫn còn hơi ấm từ lòng bàn tay anh, trong lòng cô thoáng rung động. Đường khê vô thức sờ cổ tay phải, mơ hồ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Tần kiêu hơi liếc mắt sang, thấy đường khê hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì mà nhìn chầm chầm cổ tay mình. Anh theo ánh mắt cô nhìn xuống cổ tay mảnh khảnh của cô, nhớ lại cảm giác khi nắm lấy nó nhỏ nhắn, nằm gọn trong tay, mềm mại như bông. Tần Kiêu rủ mắt nhìn chằm chầm cổ tay cô vài giây khiến Đường Khê Định thần lại, hàng mi cô khẽ chớp. Lúc cô nhìn lên thì Tần Kiêu đã dời mắt sang chỗ khác, vẻ mặt thản nhiên. Đường Khê liếc nhìn anh, cho rằng anh tức giận là vì cô nên mới chủ động nhích lại gần anh, nhẹ giọng dỗ dành, cố gắng không tỏ ra giống như đang muốn tranh cãi với anh. Thiểm không có ác ý gì đâu anh. Lúc anh xuống nhà, nghe thấy thím nói nếu em sinh con thì sẽ được thưởng một tỷ nhưng anh đâu biết sao thím lại nói vậy thật ra lúc đó em thím và mẹ đang ngồi xem phim với nhau trong phim bố chồng của nữ chính nói nếu cô ấy sinh được một đứa con trai thì sẽ thưởng một trăm vạn thím cảm thấy ông ta quá keo kiệt nên mới nói như vậy chứ không phải cố ý nhắc đến chuyện này đâu đường khê nói xong thì ngước lên đánh giá vẻ mặt của tần kiêu sắc mặt anh vẫn như cũ không nói lời nào cũng không rõ từ nãy đến giờ có nghe cô nói hay không. Nhà họ Tần đối với cô tốt như vậy là hy vọng cô có thể cùng Tần Kiêu về thăm nhà để củng cố quan hệ gia đình chứ không phải để cô làm quan hệ giữa anh và gia đình trở nên xấu đi. Nhưng anh đã mất bình tĩnh, nên cô cố gắng giải thích cho anh hiểu là anh đã hiểu lầm thím. Cô đóng vai người hòa giải, có thể sẽ lại khiến anh nghĩ mình rỗi hơi nên thích xen vào chuyện của người khác, toàn làm những việc tốn công vô ích. Đường khê đổi ý, chuyển sang ánh mắt triều mến ngượng ngùng rụt rè nhìn anh anh tần kiêu em vẫn luôn cho rằng anh không quan tâm không thích em nhưng không ngờ anh lại vì em mà tức giận với thím em thật sự rất cảm động nhưng thím yêu thương anh như vậy thím sẽ rất buồn nếu anh vì em mà giận thím tần kiêu thấy cô mở miệng ra gọi anh một tiếng anh thì lông mày nhíu lại càng ngày càng nhíu chặt hơn vẻ mặt khó tả em nói vì em mà anh tức giận với thím tần kiêu tỏ vẻ sao lại có người tự mình đa tình như vậy nhỉ đường khê đang đắm chìm trong cảm giác vì mình nên anh ấy mới tức giận nghe anh nói vậy thì lập tức tỉnh táo lại tần Kiêu hắt cho cô một gáo nước lạnh thím nói em sinh được một đứa con sẽ thưởng một tỷ sao em không từ chối sao vậy em định sinh con à đường khê lúc nãy anh nổi trận lôi đình không phải do giận thím mà vì cho rằng cô định lợi dụng việc sinh con làm công cụ kiếm tiền vậy nên anh đã tự mình đưa cô đi bởi anh cảm thấy cô vợ này vì để có tiền mà chịu đựng sự sỉ nhục của người khác hơn nữa còn làm nhục anh bình thường anh không để ý cô thì sao anh có thể vì cô mà quay lưng với gia đình chứ chẳng qua là hiểu lầm thôi thím không biết quan hệ giữa cô và tần kiêu chỉ là người sống cùng nhà cứ nghĩ tình cảm hai người gắn bó thân thiết nên cho rằng tần kiêu vì cô mà nổi giận đường khê hoàn toàn tỉnh táo lại trái tim không còn rung động nhịp tim cũng trở lại bình thường khẽ mỉm cười ngữ khí ôn hòa Thím là người lớn trong nhà, em là con cháu nên không tiện phản bác. Người lớn có nói gì không phù hợp, em cũng sẽ không nói trước mặt họ, cũng sẽ không làm họ tức giận. Hơn nữa thím chỉ vì tình tiết trong phim nên mới thuận miệng nói vậy thôi, cười một cái rồi cho qua là được, không cần phải chuyện bé xé ra to. Nếu như vậy làm anh không thoải mái thì cho em xin lỗi nhé. Tần Kiêu. Tuy khóe môi cô đang cười, nói chuyện nhẹ nhàng, không một chữ nào phản bác anh, nhưng mỗi câu đều đang mắng anh lời trong lời ngoài đều nói anh không tôn trọng người lớn chuyện bé xé ra to tần kiêu bị sự xảo quyệt của cô chọc tức muốn nổ phổi nhưng lại không thể nổi giận vì cô đã nói rồi tức giận làm chuyện bé xé ra to tần kiêu còn chưa kịp mở miệng thì cô lại cắn môi nhìn anh một cách đáng thương thật xin lỗi đường khê trước mặt anh luôn mềm mỏng cho dù thỉnh thoảng có nổi giận thì cũng chỉ để cảnh cáo anh nhưng cũng rất hiếm khi xảy ra nhưng bây giờ cô vì quá tức giận nên dám chọc giận cả anh tần kiêu lập tức nhìn ra được mục đích của cô cô muốn anh thừa nhận mình không hề tức giận sau đó bảo anh gọi điện thoại cho thím nói rằng anh không hề giận cô cô thật sự chưa bao giờ lãng phí biểu cảm của mình mỗi lần đáng thương nhìn anh đều có chút tính toán nhỏ trong lòng tần kiêu cố ý không trả lời cô bắt chước cách cô phớt lờ anh lúc nãy hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe chỉ chừa lại cho cô cái ót đường khê không thể nào bình thường lúc cô làm vậy tần kiêu đều động lượng cho qua nói anh không tức giận đây là muốn cam chịu việc cô mắng anh chuyện bé xé ra to à không phải người đàn ông này thường ngày chết vì bệnh sĩ sao không phải chỉ cần lạnh lùng nói mình không tức giận thôi sao hôm nay tự nhiên lại mất mặt hả nếu anh không nói anh không tức giận cô sẽ không thể nói anh gọi điện cho thím để giải thích thím còn tưởng tần kiêu vì cô mà tức giận nếu không giải thích rõ ràng chọc giận chồng và nhà chồng sau này sao cô có thể về nhà họ Tần được? Đường Khê nhìn chầm chầm mái tóc đen của Tần Kiêu, đang định tiếp tục dụ dỗ anh thì thấy Tần Kiêu hơi ngã về phía sau, dường như không muốn nghe cô nói nữa. Đường Khê nín thở, kìm lại lời vừa tới miệng, yên lặng ngồi vào bên phải, quay đầu nhìn ra cửa sổ, cảm thấy rất tức giận. Tài xế ngồi phía trước đang thích thú nghe bà chủ đâm lén ông chủ, nhưng ông chủ lại không nói gì, bà chủ cũng im lặng theo như thể đã ngầm trở mặt. Trong xe nhất thời yên tĩnh, tài xế không dám thở mạnh, không dám nhìn về phía sau nữa, lái xe trong sợ hãi. Mãi hơn 3 giờ chiều, cô và anh mới về đến biệt thự ở ngoại ô phía đông. Sau khi vào cửa, đường khê thay dép và đi lên lầu. Tần kêu theo sau cô, tay cầm một chiếc iPad. Hai người lần lượt lên lầu 2, nhưng lên đến nơi thì mỗi người vào một phòng. Đường Khê vào phòng ngủ còn Tần Kiêu vào phòng làm việc. Đường Khê mở điều hòa, ngồi trên sofa lướt điện thoại vài phút, đúng lúc đang vào phòng thay đồ để lấy áo ngủ chuẩn bị đi tắm thì tiếng chung điện thoại vang lên là thím gọi đường khê đã nhắn tin với thím rằng tần kiêu không giận bãi nhưng thím vẫn rất lo lắng đoán rằng bây giờ hai người cũng đã về đến nhà nên gọi điện hỏi thăm khê khê các con về chưa đường khê ầm ừ nói bọn con về đến nhà rồi ạ à? tần kiêu có ở đó không đường khê đáp không ạ à, anh ấy còn việc nên đang ở trong phòng làm việc thím tần tự trách bố và chú con về hưu sớm, chuyện của công ty đều do một tay tần kiêu lo liệu, là gánh nặng trên vai nó. Công việc bận rộn nên chẳng mấy khi về nhà. Vốn dĩ hôm nay cả nhà nên vui vẻ bên nhau, đều tại thím ăn nói không dễ nghe. Đường khê an ủi, ai nói thím như vậy chứ? Thím rất tốt, còn rất thích nói chuyện với thím và viện viện. Thím đã hiểu lầm rồi. Tần Kiêu không tức giận đâu à, hôm nay chúng ta nói chuyện trong phòng khách, Tần Kiêu đang làm việc trên lầu, đúng lúc đi xuống mới nghe được mấy câu nhất định là đã nghe nhầm sao anh ấy có thể tức giận với thím được hơn nữa thím cũng không có ý gì mà thím thở dài đừng an ủi thím thím nhìn thằng bé lớn lên rất rõ tính cách của nó nếu nó không tức giận thì sẽ không đột ngột rời đi đâu chắc chắn nó cảm thấy thím không xứng làm người lớn nói chuyện với con mà không suy nghĩ trước sau gì hết nó đang che chở cho con đấy đường khê dịu dàng nói không phải giận thím đâu thím ơi anh ấy quả thật tức giận nhưng không phải vì thím mà vì con đấy à thím tần nghe đường khê nói tần kiêu đang giận con bé thì càng lo lắng hơn hai đứa có chuyện gì à có cãi nhau không đường khê không thể nói lý do tần kiêu giận là vì cảm thấy cô xem việc sinh con ra là công cụ kiếm tiền sinh một đứa được thưởng một tỷ là do thím nói nếu cô giải thích như vậy thì bà sẽ chỉ càng ấy nấy hơn thôi không cãi nhau đâu à đường khê bị chuyện lung tung việc này phải trách con mới đúng tần kêu đi làm cả tuần tối qua mới về nhà bọn con không gặp nhau mấy ngày rồi anh ấy tự nhiên lại dính người một giây cũng không muốn rời khỏi con nhưng con vẫn muốn ở dưới nói chuyện với mọi người để anh ấy làm việc một mình trên lầu nên anh ấy trách con không chịu quan tâm anh ấy đấy ạ à. Thiểm tần nghe xong lời giải thích hợp tình hợp lý của đường khê thì thở phào một hơi cảm thấy buồn cười thằng bé muốn con lên chăm sóc thì cứ nói một tiếng Thiểm và mẹ con cũng không cản mà chuyện này không trách con đâu, cũng khổ thân kiêu kiêu. Đường khê ngượng ngùng, xin lỗi thím nhiều lắm à, tụi con giận dỗi làm thím lo lắng đến vậy. Thím đừng trách tần kiêu nhé, anh ấy bận rộn, mỗi cuối tuần mới được nghỉ ngơi, không thể trách lại dính con như vậy. Thím tần thấy lời trong lời ngoài của cô đều có ý bảo vệ tần kiêu thì vui mừng, thấy tình cảm hai đứa như vậy thì thím yên tâm rồi. Đường khê dạ một tiếng, thím yên tâm đi ạ, à, lát nữa con dỗ dành anh ấy một chút là sẽ ổn thôi, anh ấy dễ dỗ lắm. Đường Khê nói với thím mấy câu nữa rồi cúp máy. Cuối cùng cũng an ủi được thím, Đường Khê thở ra một hơi, chợt phát hiện trên bức tường trước mặt phản chiếu một cái bóng lớn. Có một bóng dáng cao lớn sau lưng cô, Đường Khê chậm rãi quay mặt lại. Trước cửa phòng thay đồ, Tần Kiêu đút một tay vào túi, hơi nhướng mày, nhìn cô chầm chậm không nói lời nào, cũng không biết đã đứng đó bao lâu rồi. Nghĩ đến những lời mình vừa nói với thím, Đường Khê cảm thấy trong ngực nghẹn lại, thầm cầu nguyện anh vừa mới vào, không nghe thấy những lời mình bịa ra lúc nãy. Cô cong khóe môi, "Không phải anh đang làm việc trong thư phòng sao? Sao anh lại ở đây?" Tần Kiêu dùng ánh mắt hứng thú nhìn cô, nghiêm túc nói, bởi vì anh dính người. Gò má của Đường Khê nháy mắt đỏ bừng lên, sự bình tĩnh mà cô cố gắng duy trì bị lời nói của Tần Kiêu phá vỡ. Khóe môi mấp máy, cô định nói vài lời để cứu vớt hình tượng của bản thân. Tần Kiêu nhàn nhạt nói tiếp, "Một giây anh cũng không muốn rời xa em." Đường Khê. Quên đi, cầm cái miệng của anh lại ngay. Chương 7 Đường Khê chạy đi lấy đại một bộ đồ ngủ trong tủ rồi vọt thẳng vào phòng tắm, do quá vội vàng nên không nhìn thấy anh và va phải anh. Lúc cô va vào anh cũng không ngẩng đầu lên nhìn nên đã không thấy anh nhìn chầm chầm bóng lưng hoảng hốt của cô, khóe môi hơi cong lên, trong mắt tràn ngập ý cười. Đường Khê tắm hơn một tiếng đồng hồ mà cảm giác xấu hổ vẫn chưa biến mất hết không biết do hơi nước trong phòng tắm hay do thấy xấu hổ mà hai má cô đỏ bừng. Cô biết mình không phải người có da mặt mỏng. Bình thường cô có thể nói bất cứ lời âu yếm sến súa nào trước mặt Tần Kiêu mà mặt vẫn không đỏ, tim vẫn không đập nhanh, cho dù đối diện với vẻ mặt chán ghét của anh, cô vẫn có thể tiếp tục giả vờ lấy lòng anh. Nhưng khi Tần Kiêu lặp lại lời nói của cô bằng chất giọng trầm thấp, anh dính người. Đường Khê cảm thấy việc này còn xấu hổ hơn cả việc anh phớt lờ cô mặc kệ cô nói nhăn nói cụi theo ý mình. Cô không thể chịu nổi khi anh dùng khuôn mặt nghiêm túc đó nói mấy lời như đang treo gẹo cô. Đường khê giơ tay tắt vòi nước, tiện thể lấy khăn bông lau khô người, mặc váy ngủ vào rồi đi đến trước gương, đưa tay vỗ vỗ hai má đỏ bừng, hít một hơi thật sâu. Không sao cả, bình tĩnh lại nào. Cô nhẹ nhàng kéo cửa phòng tắm ra một khe hở nhỏ, đưa mắt nhìn bên ngoài, thấy không có ai mới dám bước ra. Đồng hồ bây giờ đã chỉ 5 giờ hơn, nếu bình thường tần kiêu còn ở nhà thì cô đã xuống bếp chuẩn bị bữa tối nhưng hôm nay cô lại không muốn ăn tối chút nào sợ đi ra ngoài gặp phải tần kiêu sẽ rất xấu hổ thà giả vờ không biết gì thì hơn dù sao tần kiêu cũng đã lớn như vậy rồi nếu anh thấy đói bụng mà không có gì ăn thì sẽ tự tìm thức ăn thôi bây giờ có đủ loại áp đặt đồ ăn giao hàng vừa nhanh vừa chu đáo anh không thể nào đói bụng được hơn nữa hôm nay vừa mới từ nhà chính về phải tới thứ bảy tuần sau mới về nữa mấy ngày nay cô không cần chăm sóc anh, nếu có về thì trực tiếp dụ dỗ anh là được. Đường Khê lấy cuốn sách thường hay đọc đặt ở đầu giường ra, ngồi dựa vào thành giường đọc tiếp. Không biết qua bao lâu, đường Khê nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cô cảm thấy cảm giác xấu hổ vừa mới tan biến lại bắt đầu nhanh nhóm trong lòng. Cô nhanh chóng đặt cuốn sách trong tay xuống, kéo chăn trùng kín người. Tần Kiêu mở cửa bước vào thì thấy đường Khê cuộn tròn trong chăn như kén bướm, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút tần kiêu chậm rãi đi đến đầu giường anh nhìn ổ chăn không có động tĩnh gì phát hiện có mép sách lộ ra ngoài tần kiêu đưa tay rút quyển sách ra nhìn thấy tựa đề thì đôi mắt lập tức trở nên u ám đóng vai một người ổn định về mặt cảm xúc hàng ngày tần kiêu dời ánh mắt từ cuốn sách sang người đang nằm trong chăn anh đứng đây lâu như vậy mà cô vẫn nằm im không nhúc nhích gì cảm xúc đúng là vững vàng tần kiêu gọi cô một tiếng đường khê đường khê lúc này mới chịu lên tiếng mặt cô vẫn vùi trong chăn tối qua em ngủ không được ngon nên bây giờ em thấy hơi buồn ngủ tối nay em không nấu ăn được nếu anh đói thì ra ngoài ăn hoặc đặt người ta giao đến đỡ nhé tần kiêu hỏi em còn định ngại ngùng đến bao giờ đường khê lập tức phủ nhận em không có ngại ngùng em chỉ thấy buồn ngủ thôi tần kiêu ừ một tiếng nói một câu không rõ đầu đuôi sách anh để trên đầu giường cho em sách gì Tần Kiêu đặt cuốn sách trong tay lên đầu giường rồi bước ra ngoài. Cô nghe thấy tiếng bước chân ngày càng xa mới ngồi dậy. Cô nhìn lên tủ đầu giường xem anh nói sách gì. Đóng vai một người ổn định về mặt cảm xúc hằng ngày. Đây là cuốn sách anh nói sao? Đúng là ngày xấu hổ của cô mà. Bình thường lúc nói chuyện với người nhà họ Tần qua điện thoại, cô hay bị chuyện Tần Kiêu quan tâm, yêu thương cô như thế nào, hai người hạnh phúc ra sao. Cô đọc cuốn sách này để xoa dịu cảm xúc chưa từng bị tần tiêu bắt gặp lần nào hôm nay thì hay rồi tần kiêu đã phát hiện ra đường khê giơ tay bụng mặt hai má cô nóng bừng một giọng nói trầm thấp từ ngoài cửa vang lên đường khê đường khê ngước mắt lên nhìn thấy anh đứng cửa phòng chưa đi ánh mắt đường khê đảo qua cuốn sách rồi chuyển sang nhìn anh cảm giác mình sắp ngạt thở tới nơi một lúc sau cô mới nhẹ nhàng thở ra mỉm cười nhìn anh anh tìm em có việc gì sao Tần Kiêu lạnh nhạt nói, xuống ăn cơm. Đường Khê muốn nói là mình chưa đói bụng nhưng nghĩ lại nếu bây giờ không ăn thì tới tối đi ngủ bụng sẽ kêu lên, lúc đó sẽ rất xấu hổ. Anh có gì ăn sao? Anh nhẹ nhàng trả lời, có. Anh nói xong, lập tức quay người xuống lầu. Cô nhìn chầm chầm bóng lưng anh rời đi, ngồi trên giường mấy phút rồi quyết định theo xuống. Tần Kiêu yên lặng ngồi ở bàn ăn chờ cô, đồ ăn đã bày sẵn trên bàn. Bốn món mặn, một món canh và hai bát cơm đủ cho hai người. Đường Khê cứ tưởng anh kêu cơm bên ngoài giao tới nhưng thoạt nhìn không giống đồ mua bên ngoài. Trong nhà chỉ có hai người, không lẽ là anh nấu? Đường Khê vô cùng kinh ngạc khi biết anh có thể nấu ăn, vội ngồi xuống đối diện anh rồi hỏi, sao anh không kêu em dậy mà lại tự nấu? Tần Kiêu ngước mắt nhìn cô với ánh mắt thâm thúy, em không buồn ngủ nữa à? Cho dù vừa rồi anh có lên kêu cô, cô nói không có khả năng nấu cơm cho anh. Đường Khê cúi đầu xuống, giọng trách móc, "Nếu biết anh đói thì dù buồn ngủ em cũng dậy nấu cơm cho anh." Vẻ mặt anh dường như đang thăm dò người phụ nữ trước mặt, "Không phải em nói anh ra ngoài ăn sao?" Đường Khê ngước mắt nhìn thẳng vào anh và mỉm cười. Tần Kiêu thu hồi ánh mắt, khẽ hừ một tiếng, "Ăn đi." Đường Khê làm bộ như không nhận ra sự bất mãn của anh, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Cô cho một miếng thịt bò vào miệng nhai, không ngờ lại ngon như vậy vốn dĩ cô định nếm thử rồi khen ngon, dù sao một thiếu gia như Tần Kiêu biết nấu ăn cũng không phải dễ, bây giờ cô càng phải khen nhiều hơn. Cô ngẩng đầu lên, híp mắt cười với Tần Kiêu, anh nấu thật sự rất ngon đó. Tần Kiêu đã quen được cô khen, mặc dù không biết tại sao cô lại nghĩ tới việc khen mình nhưng anh vẫn đặt đũa xuống với vẻ mặt tỉnh bơ, chờ nhận được những lời khen ngợi của cô như mọi khi. Đường Khê tươi cười đầy chân thành, đồ ăn anh nấu rất ngon. Anh thật sự quá tuyệt. Vừa đẹp trai lại còn nấu ăn ngon, quả thực là hiếm có khó tìm. Được gả cho anh đúng là em có phúc ba đời. Tần Kiêu hơi khựng lại một chút rồi cầm đũa lên bắt đầu chậm rãi ăn cơm, không ừ hử gì. Thấy sắc mặt phức tạp của anh, Đường Khê dường như cũng không muốn nhắc tới chủ đề này nữa, nhưng anh cũng không tỏ thái độ chán ghét như lúc trước, cô đoán là anh đang xấu hổ, mẹ dạy anh nấu ăn à? Tần Kiêu nhẹ nhàng đáp, "Không phải. Dì thẩm dạy anh." tần kiêu đặt đổ xuống nhàn nhạt nhìn cô một cái ngữ khí lạnh lùng đây là gì bạch làm đường khê dì bạch vốn là người giúp việc trong nhà họ tần sau khi cô và tần kiêu kết hôn dì bạch được nhà họ tần kêu đến đây để chăm sóc hai người nhưng cô thấy sống chung với người làm của tần gia thì không được tự nhiên hơn nữa tần kiêu một tuần mới về một lần nên đã khéo léo từ chối ý tốt của nhà chồng nói mình có thể nấu cơm và chăm sóc tần kiêu người tần gia tôn trọng ý kiến của cô không nói gì bạch đến đây nữa có lẽ lúc nãy đã tới giờ nấu cơm mà cô lại trốn trong phòng không ra nên tần kêu nói gì bạch tới nấu khó trách lúc cô khen anh nấu ăn ngon vẻ mặt anh lại kỳ quái như vậy hóa ra là khen sai người bữa cơm này không phải anh nấu anh không nói gì đường khê khẽ cười một tiếng tự nhiên nói sang chuyện khác vừa rồi thư ký lý gửi cho em lịch trình của anh ngày mai anh đi công tác đúng không ừm buổi sáng 7 giờ rưỡi máy bay cất cánh, 5 giờ phải đi rồi. Ừm. Đường Khê lại hỏi, sáng mai anh muốn ăn gì để em dậy sớm làm cho anh ăn? Tần Kiêu đáp, không cần làm. Đường Khê ồ một tiếng, cũng không cố thuyết phục anh, nếu anh đã nói vậy thì em sẽ không làm. Sáng mai anh đi sớm quá, ăn sáng ở nhà cũng mất thời gian. Anh nói tài xế mua sẵn bữa sáng để anh ăn trên đường, vậy thì anh có thể ngủ thêm một lát. Cô đúng là rất săn sóc, thật sự quan tâm giấc ngủ của anh muốn anh ngủ nhiều hơn một chút còn muốn làm bữa sáng để anh mang đi ăn trên đường nhưng nói cho cùng thì cô cũng không có ý định dậy làm bữa sáng cho anh tần kiêu nhìn cô thật sâu không nói gì hai người tiếp tục ăn sáng trong không khí tĩnh lặng không ai nói gì thêm quen nhau hơn hai tháng tần kiêu đã nhìn thấu tâm tư của đường khê tình yêu của cô dành cho anh thay đổi theo chu kỳ như nước biển vậy từ thứ hai đến thứ sáu em ả không chút gần sống sáu giờ tối thứ sáu là thời điểm triều dân sóng bắt đầu nổi cô yêu anh thắm thiết sau khi từ nhà chính về thì sóng dần lắng xuống thủy triều rút đi cứ như thế lặp đi lặp lại lên rồi xuống sâu đậm rồi nhạt nhòa bây giờ cô vừa từ nhà chính về là lúc mặt nước tình yêu của cô tĩnh lặng nhất có thể nói vài lời khách sáo giữ mặt mũi bên ngoài đã rất không dễ rồi làm gì có chuyện cô chịu dậy sớm như vậy để làm bữa sáng cho anh chứ Chương 8 Cơm nước xong, đường khê không có việc gì để làm, ngồi trong phòng ngủ lướt điện thoại. Tần Kiêu đã đi đến thư phòng làm việc. Hơn 10 giờ, đường khê bắt đầu thấy buồn ngủ, buông điện thoại xuống chuẩn bị lên giường ngủ, đột nhiên nhớ ra Tần Kiêu chưa chuẩn bị hành lý cho chuyến công tác ngày mai. Đã trễ thế này mà anh chưa về phòng, cũng không biết đến bao giờ mới xong. Sáng mai 7 giờ rưỡi bay, 4 giờ đã phải rời giường, cũng không ngủ được bao nhiêu. Chờ anh làm xong việc lại chuẩn bị hành lý thì thời gian còn lại càng ít hơn. Hay là giúp anh chuẩn bị hành lý? Cho dù cô muốn giúp, anh cũng sẽ không thích người khác chạm vào đồ của mình. Dù có giúp anh cũng chưa chắc được anh cho sắc mặt tốt. Không nên tự tìm phiền toái thì tốt hơn. Đường Khê duỗi tay đóng cửa phòng tắt đèn, để lại ngọn đèn ngủ nhỏ trên đầu giường. Nhắm mắt lại mấy phút vẫn chưa ngủ được, trong đầu không hiểu sao cứ nghĩ tới lời thím nói hôm nay, Tần Kiêu gánh vác cả công ty nhờ anh dốc sức làm việc mà gia đình mới có cuộc sống sung túc. Cô bây giờ cũng coi như là người của tầng gia, sống trong biệt thự của tầng kiêu, tiêu tiền của tầng kiêu, túi sách trong phòng thay đồ giá trị nửa căn nhà, lại nghĩ tới chuyện anh bận làm việc không có thời gian chuẩn bị hành lý. Đường khê rối rắm một lát, cuối cùng vẫn bật đèn lên đi vào phòng để đồ. Dù sao cô cũng không ngủ được, giúp anh chuẩn bị hành lý một chút coi như là để duy trì hình tượng vợ hiền của mình. Sau khi kết hôn, cô mua rất nhiều đồ cho tầng kiêu, quần áo, đồ ngủ, giày đủ cả. Cô không động vào quần áo có sẵn của anh, chỉ xếp những cái mình mua vào vali. Nếu anh không thích, có thể tự chuẩn bị lại. Đường Khê lấy một cái vali nhỏ màu đen, bắt đầu xếp đồ. Lần này Tần Kiêu đi công tác 5 ngày, Đường Khê xếp vào 5 bộ tây trang, 5 bộ đồ ngủ, hai bộ quần áo thường ngày. Tần Kiêu phải tham dự hai tiệc điệu thương nghiệp nên phải mặc tây trang, đeo đồng hồ, phải có khuy măng xét, kẹp cà vạt. Đường Khê nhìn thấy cái gì cũng muốn xếp vào vali, trong lúc không để ý, vali đã hết chỗ, không nhét thêm được nữa, phải dùng cái vali lớn hơn. Nhưng quần áo thật sự quá nhiều, trong nhà làm gì có cái vali nào để được nhiều quần áo như vậy, chỉ có cái vali màu hồng phấn của cô. Đường Khê lấy chiếc vali của mình ra, ngắm nghía một lúc. Tần Kiêu chắc chắn không chịu dùng vali màu hồng phấn. Nghĩ tới vẻ mặt ghét bỏ của anh nhăn đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, đường Khê hơi nhíu mày nhưng cô lăn lộn đến bây giờ cũng đã rất mệt rồi, mắt mở không lên, chỉ muốn nhanh chóng leo lên giường ngủ một giấc. Hơn nữa mỗi bộ tay trang đều do chính tay cô chọn, phối đồ, cất vào từng túi nhỏ khác nhau, nếu lấy ra cũng rất mệt. Đường khê nhìn màn hình điện thoại, 12 giờ hơn. Cứ như vậy đi. Dù sao cũng không cần dùng vali màu hồng phấn, tần kiêu có ghét bỏ cô nhiều chuyện không nhỉ. Cô nhanh chóng sửa sang hành lý lần cuối rồi đặt trước cửa phòng ngủ nhắn tin cho tần kiêu nói cô đã chuẩn bị hành lý cho anh anh kiểm tra xem còn thiếu gì thì bỏ thêm vào không chờ tần kiêu nhắn lại cô đã cất điện thoại đi ngủ sáng hôm sau đường khê bị tiếng chuông báo thức đánh thức mơ mơ màng màng duỗi tay lên đầu giường sờ soạn tìm điện thoại hôm nay cô không có việc gì làm nên không cần dậy sớm đồng hồ báo thức là đặt cho tần kiêu cô sợ anh ngủ quá muộn sẽ không dậy được nên cố ý đặt báo thức lúc bốn rưỡi cho anh tay cô sờ soạn lung tung đột nhiên chạm vào da thịt ấm áp đường khê hơi khựng lại chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng nói trầm thấp tần kiêu anh tắt báo thức rồi em cứ ngủ đi đường khê nghe lời rút tay về cô hơi hé mắt ra thấy tần kiêu đã ăn mặc chỉnh tề đứng cạnh mép giường tay cầm điện thoại của cô bấm bấm cô hơi tò mò muốn nhìn anh dùng điện thoại của mình để làm gì nhưng mí mắt bắt đầu sụp xuống tần kiêu nhìn cô đấu tranh với cơn buồn ngủ cố gắng mở mắt ra anh để điện thoại lại chỗ cũ nhỏ giọng nói với cô anh đi công tác đây anh đi đường nhớ chú ý an toàn một mình ở bên ngoài phải tự chăm sóc mình thật tốt em sẽ rất nhớ anh đường khê chưa tỉnh ngủ giọng cô nhảo nhoét như đang làm nũng tần kiêu dừng một lát nói được anh nói xong thì đứng ở đầu giường không nhúc nhích đường khê mơ hồ cảm giác được tần kiêu vẫn chưa đi nhưng cũng không hỏi dựa theo cách ở chung với anh như mọi khi anh ở bên ngoài cũng phải nhớ đến em nha tần kiêu nghiêm túc nói anh đi công tác công tác cũng có thể nhớ tới em mà, anh dùng thời gian nghỉ ngơi nhớ tới em. Tần kiêu mím môi không trả lời. Đường khê cũng không thèm để ý tới câu trả lời của anh, tiếp tục nói, mấy ngày nay em sẽ cố gắng luyện tập món gà kho dừa. Thứ sáu tuần sau anh về, em sẽ làm cho anh ăn nhé. Tần kiêu rủ mắt xuống nhìn chầm chầm cô, không biết do áp xuống gối hay do xấu hổ mà khuôn mặt cô hơi ửng hồng. Có được không? Cô lại bắt đầu làm nũng. Tần kiêu đáp, được. Đường Khê nhận được câu trả lời của anh, trở mình bọc kín chăng. "Được rồi, đừng làm phiền em, em muốn ngủ tiếp." Tần Kiêu. Tần Kiêu đẩy chiếc vali màu hồng cực lớn mà Đường Khê đã chuẩn bị cho mình ra khỏi nhà. Tài xế Tiểu Trương đợi bên ngoài thấy anh đi ra thì lập tức bị chiếc vali màu hồng phấn bên cạnh anh hấp dẫn, vẻ mặt không thể tin được, sững sờ đến mức quên luôn cả việc xách vali cho ông chủ. Mãi đến khi Tần Kiêu tự mở cốp xe ra, tài xế mới hoàng hồn chạy lại chuyển vali vào cốt. Anh ta vừa cúi người xuống, còn chưa chạm kịp vào chiếc vali, tổng giám đốc đã lạnh lùng ngăn anh ta lại, đừng chạm vào. Tài xế giật mình thu tay lại, bất đắc dĩ nói, Tần Tổng, tôi chỉ muốn giúp anh khiêng vali lên thôi. Tần kêu kéo vali sang phải một chút, tránh để tài xế chạm vào, nhẹ giọng nói, tự tôi làm được. Tài xế không dám lại gần chiếc vali nữa, lui về phía sau hai bước nhìn tầng tổng cao lớn cẩn thận đặt chiếc vali màu hồng vào cốp xe. Cũng may chiếc vali này đủ lớn, tuy màu hồng nhưng cũng không làm mất đi hình tượng uy nghiêm của tầng tổng. Nhưng mang theo một chiếc vali to như vậy, anh có chắc là mình đang đi công tác không? Hay anh chuyển nhà? Tài xế nghi ngờ mình hiểu nhầm nhiệm vụ. Chẳng lẽ hôm qua tầng tổng cãi nhau với vợ nên bị vợ đuổi ra khỏi nhà, phải tới công ty hoặc chung cư ở chứ không đến sân bay? Sau khi hai người lên xe, tài xe lo lắng hỏi, Tần Tổng, bây giờ chúng ta ra sân bay phải không? Tần Kiêu bình tĩnh ừ một tiếng. Tài xế không dám hỏi thêm, khởi động xe, chạy trên đường cái. Khi đang chờ đèn đỏ, tài xế bất ngờ nghe thấy Tần Tổng ngồi ở ghế sau lên tiếng, chiếc vali đó là của đường khê. Tài xế lập tức phản ứng, chiếc vali của bà chủ thật đẹp. Tần Kiêu nói, là đường khê giúp tôi xếp quần áo vào vali. Tài xế nói, bà chủ tốt với anh thật. Tần Kiêu lại nói, có phải phụ nữ đều rất cẩn thận không? Đi công tác thôi mà phải mang theo cả kẹp cà vạt. Tài xế. Vốn dĩ anh còn tưởng rằng Tần tổng lạnh lùng đang cố giải thích vì sao anh lại dùng một chiếc vali màu hồng mất hình tượng như vậy. Nhưng nghe đến đây, anh ta cảm thấy có gì đó không đúng. Sao giọng điệu của Tần tổng lại có chút tự mãn vậy nhỉ? Đây là đang khoe khoang tình cảm hai người rất tốt sao? Tài xế ngượng ngùng cười, Tần Tổng, chuyện này tôi cũng không biết, tôi vẫn chưa kết hôn. Tần Kiêu ư ừ một tiếng, ngửa đầu ra phía sau nhắm mắt dưỡng thân. Anh ngước cầm lên cao, vẻ mặt thoáng lộ ra vẻ xa cách như thể muốn nói anh không thể hiểu được vì anh không có vợ. Tài xế. Anh ta đột nhiên cảm thấy hơi tổn thương. Hơn nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước sân bay, Lý Anh đã đợi sẵn ở đó, thấy xe chạy tới lập tức tiến lên mở cửa cho Tần Kiêu. Tài xế xuống xe, đi vòng qua cốp xe và đứng yên. Lý Anh liếc nhìn anh ta, còn không mau đem vali của Tần tổng xuống. Tài xế nhìn qua Tần tổng vừa bước một chân xuống xe, anh cứ hỏi ý ông chủ trước đi. Tần kêu xuống xe, nhấc chân đi về phía sau. Tài xế lùi lại nhường chỗ cho anh. Lý Anh theo sau Tần kêu, thấy ông chủ của mình lấy ra một chiếc vali màu hồng cực lớn từ trong cốp xe, thì ngay cả người gặp bất cứ chuyện gì cũng không đổi sắc mặt là anh cũng phải tỏ vẻ kinh ngạc anh làm việc cho ông chủ đã mấy năm, mỗi lần đi công tác ông chủ đều chỉ mang theo một chiếc vali nhỏ màu đen. Sao lần này lại đột nhiên mang nhiều đồ như vậy? Lại còn là vali màu hồng nữa chứ? Nhưng nghĩ tới việc ông chủ đã kết hôn, sáng sớm từ biệt thự tân hôn tới đây thì đoán được chiếc vali này hẳn là của bà chủ. Tần kiêu liếc nhìn anh, nhẹ nhàng lên tiếng, chiếc vali này là của đường khê. Chắc chắn là vậy rồi. Lý Anh mỉm cười, đưa tay ra muốn nhận lấy chiếc vali. Anh muốn đẩy vali đi nhưng Tần Kiêu bước tới, nghiêm túc lặp lại lần nữa, "Chiếc vali này là của Đường Khê." Lý Anh ngay lập tức nhận ra sự khác biệt giữa hai câu nói của Tần Kiêu. Lần đầu tiên anh muốn giải thích rằng chiếc vali nữ tính này là của Đường Khê, lần thứ hai là để cảnh báo anh ta không được động vào chiếc vali của Đường Khê. Lý Anh yên lặng đi theo sau, nhìn ông chủ đẩy vali đi phía trước, mỗi khi thấy có người sắp tới gần sẽ dịch sang bên cạnh. Lý Anh không thể không chửi thầm trong lòng thật sự không cần thiết phải làm vậy đâu ông chủ, không ai cướp chiếc vali của anh đâu. Cuối cùng chiếc vali của đường khê vẫn bị người khác động vào. Vì nó quá lớn và thừa cân nên không thể mang lên máy bay, phải làm thủ tục ký gửi. Khi nhân viên sân bay kéo chiếc vali đi, Lý Anh nhìn ông chủ đút tay vào túi, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chầm chầm vào chiếc vali dần biến mất. Không hiểu sao anh thấy ông chủ của mình hơi tội nghiệp. Chiếc vali của đường khê đã bị kéo đi. Lý Anh an ủi anh, chiếc vali này quá nặng nên phải ký gửi thôi. Những người khác cũng ký gửi mà. Đường Khê tự tay chuẩn bị cho tôi. Cô ấy phối rất nhiều đồ cho tôi. Anh không biết cô ấy đã mua chúng từ khi nào đâu. Anh chưa từng nhìn thấy chúng bao giờ. Lý Anh. Anh ta chỉ là một con chó độc thân tự tìm cách hành hạ mình. Cứ nghĩ ông chủ đáng thương, nhưng thực tế thì mặt của anh ta sắp hết lên đến tận trời rồi. Chương 9 Lúc đường khê thức dậy đã hơn 9 giờ, điện thoại nhận được hai tin nhắn của Tần Kiêu. Đường khê không để ý thời gian gửi đến, cứ tưởng là anh trả lời tin nhắn của cô tối qua. Ấn vào xem mới biết không phải, thời gian tin nhắn gửi là 5 giờ sáng. Tổng tài tập đoàn ít viễn Tần Kiêu, hình ảnh chấm JPG. Tổng tài tập đoàn ít viễn Tần Kiêu, hành lý thừa cân. Đường khê nhấn vào bức ảnh được gửi qua, trong ảnh là chiếc vali màu hồng mà cô đã chuẩn bị giúp Tần Kiêu đang ở khu vực làm thủ tục. Nhìn ảnh này chắc là đang xử lý ký gửi. Nhưng anh gửi ảnh này cho mình là có ý gì? Đường Khê nhìn vào dòng tin tiếp theo, hành lý thừa cân. Chẳng lẽ anh thấy thủ tục ký gửi quá phiền phức nên gửi tin nhắn trách cô? Ảnh chụp và tin nhắn chắc hẳn là có ý này. Người này cũng thật khó tính. Nếu sợ thừa cân thì đừng kêu cô giúp, tự làm là được rồi. Đường Khê chửi thầm trong lòng, ngón tay gõ chữ trên màn hình, cái vali này vốn khá lớn, đi máy bay chỉ có thể ký gửi thôi, nhưng nó đựng được rất nhiều đồ. Em sợ anh ra nước ngoài công tác không có đồ để dùng nên xếp hết vào cho anh. Tần Kiêu đang trên máy bay nên không thể trả lời tin nhắn của cô. Đường Khê nhắn tin xong mới nhớ ra anh đi lúc 4 giờ hơn. Lúc đó hình như Tần Kiêu có nói gì đó với cô nhưng cô quá buồn ngủ nên không nhớ rõ đã nói gì, chỉ nhớ mang máng Tần Kiêu lúc đó có vẻ dịu dàng cố gắng nhớ lại một chút, hình như lúc đó anh còn cầm điện thoại của mình bấm bấm gì đó. Đường Khê cúi đầu kiểm tra lại danh sách tin nhắn, phát hiện mình không nhắn tin cho người khác, cũng không trả lời tin nhắn nào. Không biết anh lấy điện thoại của cô làm gì nữa? Hay cô nhớ nhầm? Đường Khê dựa vào đầu giường, ngón tay đặt trên giao diện nhắn tin với Tần Kiêu. Lúc hồi thần lại mới phát hiện trong lúc vô thức đã gửi ảnh chụp ăn lẩu với Tô Chi cho Tần Kiêu, hơn nữa đã qua 2 phút, không thể thu hồi cũng không biết Tần Kiêu nhìn thấy bức ảnh mà cô tự sướng sẽ nghĩ gì. Đường Khê muốn giải thích, soạn một đoạn tin nhắn, giữ chừng suy nghĩ một lúc, lại xóa đi. Mặc dù cô vô tình gửi qua nhưng Tần Kiêu vẫn chưa nhắn lại mà cô đã vội giải thích thì lại có vẻ như cô cố ý gửi ảnh cho anh vậy. Phụ nữ cố ý gửi ảnh tự sướng cho đàn ông, ít nhiều cũng ý quyến rũ, tán tỉnh. Những cặp vợ chồng bình thường chụp và gửi ảnh cho nhau là chuyện hết sức bình thường đàn ông đều thích ngắm ảnh đẹp của vợ mình đường khê cũng vô cùng tự tin về dung mạo của mình nhưng tần kiêu không phải người đàn ông bình thường đường khê sợ anh sẽ ghét bỏ nói cô từ nay về sau đừng tùy tiện gửi ảnh cho anh nữa nếu vậy cô sẽ rất khó xử nếu không giải thích có lẽ tần kiêu chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thôi nhưng nếu giải thích không cẩn thận sẽ chọc anh mất hết kiên nhẫn có khi còn lạnh lùng châm chọc ảnh của cô đến lúc đó cô sợ mình sẽ không nhịn được mà nổi giận với anh vậy thì không giải thích. Xem thử anh phản ứng thế nào. Để điện thoại xuống, đường khê vào phòng tắm rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng. Cơm nước xong xuôi, đường khê nhàn nhã lấy máy ảnh ra vườn chụp ảnh. Trong vườn trồng rất nhiều loại hoa. Khi cô chuyển đến đây đã bố trí lại một chút, cho người đặt một cái xích đu ngoài vườn. Nếu trời mát mẻ, cô sẽ ra đây ngồi một lúc. Máy bay của tầng kiêu hạ cánh lúc 10 giờ hơn. Vừa xuống máy bay, anh lập tức lấy điện thoại ra xem, phát hiện đường khê gửi ảnh cho mình. Trong ảnh, cô một tay chống cầm, mì mắt cong cong, mỉm cười ngọt ngào để lộ hàm răng trắng tinh, trông rất đáng yêu. Khóe môi Tần Kiêu hơi cong lên, bấm lưu ảnh lại, tiện tay gõ hai chữ rất đẹp, đang định ấn gửi thì ngừng lại, gọi Lý Anh. Lý Anh lập tức đáp, vâng, Tần Tổng. Tần Kiêu hỏi, phụ nữ gửi ảnh cho mình là có ý gì? Lý Anh trả lời, Tần Tổng cái này ngài hỏi sai người rồi tôi chưa từng yêu ai làm sao biết phụ nữ gửi ảnh là có ý gì chứ phu nhân gửi ảnh cho ngài à tần kiêu nhìn chằm chằm anh ta phụ nữ gửi ảnh cho cậu là muốn được cậu khen cô ấy xinh đẹp lý anh lập tức lĩnh ngộ gật đầu đúng vậy phụ nữ gửi ảnh là muốn được khen ngợi tần kiêu thu hồi tầm mắt lập tức gửi hai chữ rất đẹp qua lúc đường khê đọc tin nhắn đã là một tiếng sau khi nhìn thấy tin nhắn Cô vô cùng sửng sốt, không thể tưởng tượng được, đọc đi đọc lại mấy lần để xác nhận. Rất đẹp. Tần Kiêu vậy mà lại khen cô đẹp. Không phải anh ấy bị người khác trộm điện thoại hoặc trộm tài khoản chứ? Đường Khê ngồi trên sofa, sợ đối phương là lừa đảo, cẩn thận nhắn lại, sáng nay anh đi lúc nào em không nhớ rõ. Tần Kiêu vẫn luôn để ý điện thoại, chỉ sau mấy giây đã nhắn lại. 4 giờ 45 phút. Cô đặt báo thức lúc 4 giờ 30 hai người nói chuyện với nhau một lát cũng tới khoảng 4 giờ 45 phút. Đường Khê yên lặng suy nghĩ một chút, sau khi chắc chắn đối phương là Tần Kiêu thì cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đường Khê, anh khen em đẹp sao? Đây là lần đầu tiên anh khen em đó. Thật hạnh phúc. Đường Khê, em rất nhớ anh, anh vừa đi em đã bắt đầu nhớ anh rồi. Tổng tài tập đoàn ít viễn Tần Kiêu, Lý Anh nói phụ nữ gửi ảnh là muốn được khen xinh đẹp, có đúng không? chắc không được hôm nay anh lại khác thường như vậy, còn khen cô xinh đẹp, thì ra là lý anh dạy anh, xem ra lý anh rất biết cách dỗ phụ nữ vui vẻ đấy chứ. Đường Khê chỉ gửi một chữ, ý "Ô". Hơn 10 phút sau, Tần Kiêu mới nhắn lại, "Muốn anh khen em sao?" Đường Khê hỏi cô có muốn anh khen cô không là có ý gì? "Tôi nói muốn thì anh sẽ khen sao?" Với hiểu biết của cô về tính cách của Tần Kiêu thì là không nói không chừng lúc cô trả lời là muốn, anh sẽ lập tức nói cô đừng suy nghĩ viễn vông, vì điều sẽ không bao giờ xảy ra, sau này đừng gửi ảnh cho anh nữa, đừng có mà làm phiền anh. Đường khê càng nghĩ càng thấy có khả năng là vậy. Anh khen cô đẹp là để lúc sau châm chọc cô, tổn thương càng sâu hơn. Chuyện phát rồi như vậy, Tần Kiêu hoàn toàn có thể làm được. Nhưng cô cũng không thể nói thẳng ra, bởi vì như vậy không hợp với tính cách dịu dàng của cô, vậy nên đường khê quyết định đá chuyện này qua cho Lý Anh lý anh nói phụ nữ gửi ảnh là muốn được khen xinh đẹp chứ không phải em nói mà em chỉ là không cẩn thận gửi ảnh qua cho anh không phải cố ý gửi đâu nhưng nếu anh muốn khen em cũng được em đương nhiên sẽ rất vui vẻ cuộc trò chuyện kết thúc tại đây tần kiêu cũng không gửi tin nhắn khen cô đường khê cũng đoán được kết thúc này may mà lúc nãy mình không sập bẫy của anh nếu không bây giờ cô đã bị anh đã kích không thương tiếc rồi tần kiêu đi công tác ở nam thành Đường Khê lấy lý do không làm phiền anh làm việc nên không gửi tin nhắn yêu thương nhớ nhung cho anh nữa, như thể người chồng này không tồn tại. Thời gian cứ thế trôi qua, tỉnh dậy thì đi làm, hết giờ thì tan làm. Đôi khi cô sẽ ăn cơm với Tô Chi ở quán ăn gần studio rồi mới về nhà. Mỗi ngày đều như vậy, vô cùng thoải mái. Đảo mắt đã đến thứ sáu, lúc đang ăn cơm trưa, Tô Chi hỏi đường khê cuối tuần có muốn ra ngoài dạo phố hay không? đường khê đột nhiên nhớ tới người chồng đã một tuần chưa gặp của mình theo lịch trình của anh thì hôm qua anh đã về tới nam thành nhưng không về nhà chung của hai người đường khê không biết anh đang ở đâu không muốn biết và cũng không quan tâm nhưng hôm nay cô lại muốn biết cô cúi đầu xuống uống một ngụm nước trái cây ngẩng đầu lên cười với tô chi ngày mai tao phải đã biết đã biết lời còn chưa dứt đã bị tô chi cắt ngang ngày mai lại muốn ở cùng chồng của mày đúng không ngày mai tao phải về nhà chính với anh ấy mọi người trong nhà đều ngóng trong anh ấy về tô chi làm dấu ok ánh mắt ái muội không sao tao hiểu mà chồng mày là người bận rộn hằng ngày làm việc bên ngoài hiếm khi mới trở về một khắc đêm xuân giá ngàn vàng tao nói trước một tiếng sau này con của mày phải nhận tao làm mẹ nuôi đường khê mỉm cười tao cảm thấy đời này của mày không có cơ hội làm mẹ nuôi đâu tô chi khó hiểu tại sao hai người định theo lối sống không con. Anh ta không muốn có con hay mày không muốn có con? Đinh viết tắt của Double Income, No Kid là thuật ngữ chỉ cặp vợ chồng mà cả hai đều có công ăn việc làm, có hai nguồn thu nhập và không sinh con. Đường Khê lắc đầu, đều không phải, tao và anh ấy vẫn chưa quen. Tô Chi không hiểu sao, chưa quen là ý gì? Ý là tao và anh ấy vẫn chưa xảy ra quan hệ. Tô Chi hơi ngẩn người, không thế nào. Hai người đến giờ vẫn chưa, vẫn chưa sinh hoạt vợ chồng. Đường Khê gật đầu. Một lần cũng không. Đường Khê khẽ ừ một tiếng, chưa từng làm lần nào cả. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Tô Chi trở nên nghiêm túc, "Khê Khê, tao hỏi thật, có phải anh ta?" Tô Chi ngập ngừng, "Tao hỏi cái này mày đừng giận nhé." Đường Khê đáp, "Không sao, cứ hỏi đi, tao biết mày định hỏi gì mà." Tô Chi hỏi thẳng, "Có phải anh ta không lên được không?" đường khê lập tức phủ nhận không phải tôi chi nghi ngờ nhìn đường khê sao mày biết không phải hai người còn chưa làm mà bởi vì tụi tao ngủ chung trên một chiếc giường anh ta có phản ứng nhưng lại không làm tôi chi bắt đầu nghi ngờ thế giới hai người có giấy chứng nhận kết hôn ngủ chung một giường có phản ứng lại không làm vậy hai người ngủ chung giường để làm gì ngắm trần nhà hả làm sao tao biết được đường khê không hề xấu hổ mà kể hết với tô chi là tần kiêu không muốn chứ không phải tao không muốn có thể do anh ta không thích tao nhưng không khống chế được phản ứng sinh lý thôi tô chi không thể hiểu được có một cô vợ đẹp như tiên vậy mà lại không đụng vào chẳng lẽ muốn xuất gia làm hòa thượng dù sao cũng là bạn thân không thể cười nhạo bạn mình không hấp dẫn chỉ có thể tìm lý do trên người người đàn ông kia thôi đường khê thờ ơ không biết mặc kệ đi loại chuyện này làm sao mặc kệ được tô chi không thể không nói sinh hoạt vợ chồng rất quan trọng nếu chuyện này không ổn thì hôn nhân sẽ không kéo dài được đâu lời này tô chi phải nghiến răng nghiến lợi mới có thể nói ra được cô rất lo lắng cho đường khê đã kết hôn được hai tháng mà chồng lại không đụng vào mình lúc đường khê lãnh chứng với tần kiêu nhà họ đường được nhà họ tần giúp đỡ tô chi sợ nhà họ đường bán đường khê đi nếu vậy cuộc sống hôn nhân của cô sẽ rất khó khăn sau khi nhìn thấy Tần Kiêu xuất sắc tất cả mọi mặt, không phát hiện ra vấn đề gì, nhà họ Tần cũng đối xử rất tốt với đường khê, Tô Chi cũng yên tâm phần nào, thầm thấy may mắn vì bạn thân không rơi vào hố lửa. Nhưng cô không sao ngờ được, sinh hoạt vợ chồng của họ lại có vấn đề. Đường khê an ủi ngược lại cô, không sao đâu. Tao với anh ta không có tình cảm gì, mới kết hôn hơn hai tháng, số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng chưa hiểu gì về nhau, nếu làm chuyện này sẽ rất xấu hổ. Hơn nữa anh ta tự mình chịu đựng cũng không làm gì tao cho thấy anh ta không phải loại người tùy tiện. Tao cũng không cần lo lắng anh ta bị mấy cô gái xinh đẹp bên ngoài câu đi mất. Tô Chi nói, tao không lo anh ta ngoại tình, tao sợ anh ta sẽ trở thành hòa thượng. Đường Khê Hai người đang trò chuyện thì điện thoại của Đường Khê reo. Đường Khê liếc nhìn tên người gọi trên màn hình, là mẹ của Tần Kiêu. Đường Khê ra hiệu im lặng với Tô Chi, suyệt, đừng nói nữa, mẹ Tần Kiêu gọi. Đường Khê nhấn vào nút trả lời, "Con chào mẹ." "Mẹ ăn cơm chưa ạ?" À? Mẹ tần cười, "Mẹ mới vừa ăn xong, con ăn chưa?" "Dạ con cũng vừa ăn xong." Mẹ tần quan tâm, "Lúc này gọi cho con có làm chậm trễ công việc của con không?" Đường Tịch đáp, "Dạ không ạ, à, giờ nghỉ trưa không có việc gì để làm." "Mẹ gọi cho con có việc gì ạ?" À? Mẹ tần trả lời, "Không có việc gì cả, mẹ chỉ muốn hỏi ngày mai con có định về nhà chính không thôi." việc này con phải hỏi tần kiêu trước đã nếu anh ấy bận thì chúng con mẹ tần ngắt lời đường khê nếu tụi con không bận thì có thể ra ngoài hẹn hò không cần phải về con và kiêu kiêu mới kết hôn không bao lâu nó thường xuyên bận rộn không có thời gian ở bên hiếm khi nó có thời gian rảnh hai đứa không cần về cứ tận hưởng thế giới hai người đi mẹ không phải như vậy đâu à tụi con về để tâm sự với mọi người mà cuối tuần cả nhà cùng quay quần bên nhau mới phải mẹ tần nói mẹ cũng thích trò chuyện với con, chỉ sợ kiêu kiêu không vui thôi. Đàn ông mà, mới cưới vợ, không thích bị người khác quấy rầy. Cũng không nhất thiết phải về nhà mỗi tuần đâu, một, hai tháng về một lần là được rồi. Đường Khê biết do thứ bảy tuần trước Tần Kiêu tức giận, không chịu ở lại qua đêm, mà cô lại giải thích lý do anh hành động như vậy là vì anh quá dính người, không muốn rời xa cô. Mẹ Tần sợ làm phiền thế giới riêng của hai người nên không bảo họ về nhà chính nữa chuyện này thực sự quá tuyệt vời. Sau này cô không cần phải dỗ anh trở về mỗi tuần nữa, một, hai tháng dỗ một lần là được rồi. Khóe miệng đường khê không nhịn được mà cong lên, ngoan ngoãn nói, được cả, à, vậy sau một, hai tháng tụi con về một lần. Bất cứ lúc nào mẹ nhớ tụi con đều có thể gọi cho tụi con. Ừ, mẹ biết rồi. Dạ, mẹ. Dạ, con chào mẹ. Sau khi kết thúc cuộc gọi, đường khê nắm chặt điện thoại, nháy mắt với tô chi ngày mai mày định đi đâu tô chi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mẹ tần kiêu và đường khê thì chỉ biết há miệng trợn mắt không nhận được mà vỗ tay cho cô làm sao có thể nói chuyện tự nhiên với mẹ chồng một cách khéo léo như vậy chứ không phải mẹ chồng mày kêu mày hẹn hò với chồng mày ngày mai sao đường khê nói thẳng nhưng anh ta không chịu về nhà anh ta không về tao là người vợ cô đơn phòng không gối chiếc đương nhiên sẽ thấy u quất, chỉ có thể đi dạo với bạn thân để giải tỏa tâm trạng buồn bực thôi Tô Chi giơ ngón tay cái lên, mày đúng là hay thật đó. Nhưng lỡ chồng mày về bất ngờ thì phải làm sao? Anh ta sẽ không về đâu. Đường Khê vô cùng chắc chắn. Chừng nào tao gửi tin nhắn thì anh ta mới trở về. Tô Chi cũng không hỏi cô tại sao, dù có hỏi cũng không hiểu được cách chung sống của hai vợ chồng nhà này. Vậy ngày mai tao với mày cùng đi mua sắm, không được lỡ hẹn đâu đấy. Nghĩ đến chuyện lần trước Đường Khê chạy khỏi quán bar, Tô Chi cực kỳ bất mãn. Tao sợ tối nay chồng mày về nhà, mày lại bỏ tao. Sau khi kết hôn, mỗi lần có chuyện của chồng mày, mày đều quăng tao ra sau. Lần này mày phải thề không được lỡ hẹn. Đường khê giơ tay lên thề, ngày mai tao nhất định không lỡ hẹn, nếu lỡ hẹn thì tần kiêu bất lực. Tô Chi Không cần thề đọc như vậy đâu. Chiều, 5 giờ 59 phút Bên trong phòng làm việc của Chủ tịch Tập đoàn Ích Viễn Lý Anh đang đứng trước bàn làm việc báo cáo công việc, Tần Kiêu đột nhiên giơ tay ra hiệu cho anh dừng lại, trầm giọng. Tôi muốn trả lời tin nhắn, đợi tôi thêm hai phút. Lý Anh gật đầu, dạ được. Tần Tiêu cầm lấy điện thoại, tay phải tắt máy tính, bỏ vào túi đựng máy tính, từ trong ngăn tủ dưới bàn lấy ra hai túi đồ đặt lên bàn, bên trong là những chiếc túi sách anh mua cho đường khê trong chuyến công tác lần này. Làm hết mọi việc, thời gian trên điện thoại vừa đúng 6 giờ. Tần Kiêu cục mắt nhìn tin nhắn của mình với đường khê, gõ một chữ ừ rồi gửi đi. Nửa phút trôi qua, không có tin nhắn nào xuất hiện. Một phút trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì. Lý Anh ước tính thời gian trong đầu, đã qua hai phút, chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục báo cáo nhưng ông chủ của anh dường như không muốn nghe tiếp. Đã năm phút trôi qua, Tần Kiêu hơi cao mày, bảo Lý Anh, thời gian trên điện thoại của tôi không chính xác, cậu xem xem bây giờ là mấy giờ rồi. Lý Anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay của mình rồi nói, "Tần tổng, bây giờ là 6 giờ 5 phút." Tần Kiêu hơi mím môi, ánh mắt không hài lòng. Lý Anh vội vàng đưa điện thoại đến trước mặt anh, giống thời gian hiển thị trên điện thoại của anh, cũng không có sai sót nào trong công việc. "Báo cáo Tần tổng, hiện tại giờ của Nam Thành là 6 giờ 5 phút 48 giây. Thời gian trên điện thoại của tôi rất chính xác." Lông mi Tần Kiêu khẽ rũ xuống, anh trầm mặt không nói gì phòng làm việc yên tĩnh đến đáng sợ. Trong lúc thấp thỏm chờ đợi, Lý Anh cố gắng đoán ý ông chủ mình, có lẽ thời gian trên điện thoại của phu nhân không chính xác. Trong mắt của Tần Kiêu hơi di chuyển, anh ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, đừng nói những chuyện không liên quan trong giờ làm việc, tiếp tục báo cáo. Lý Anh Vừa nãy anh đang làm việc sao? Chương 10 Buổi chiều không có việc gì làm nên đường khê tan làm sớm. Trên đường về nhà đi ngang qua chợ nên ghé vào mua ít đồ ăn về nấu. Về đến nhà, cô lên lầu tẩy trang, thay quần áo trước rồi mới vào bếp nấu cơm. Cô rất hiếm kêu cơm hộp bên ngoài về nhà ăn, nếu không bận việc thì cô đều tự nấu cơm. Sức ăn của cô không lớn, buổi tối chỉ có một mình cô nên chỉ làm một món xào đơn giản. Cơm nước xong, Đường Khê ngồi trên sofa trong phòng khách nói chuyện phím với Tô Chi. Tô Chi gửi đường liên kết về một quán thịt nướng. Tô Chi Ngày mai chúng ta đi ăn ở đây đi, tao thấy chỗ này cũng không tệ. Đường Khê không có ý kiến gì, ok. Tô Chi, đọc bình luận về quán này đi, rất nhiều người phải xếp hàng rất lâu mới tới lượt đấy, nếu đi trễ sẽ không lấy được số đâu. Ngày mai chúng ta đi sớm một chút, đi thẳng đến trung tâm mua sắm luôn. Đường Khê, ừm, mấy giờ đến? Tô Chi, 10 giờ được không? Đường Khê tìm đường đi đến quán thịt nướng, chỉ mất nửa tiếng lái xe đường khê được hẹn xong thời gian và địa điểm vui chơi ngày mai tô chi đột nhiên gọi điện thoại tới bây giờ mày có bận không đường khê vừa nghe đã biết có việc cần cô giúp nói đi tô chi cười ha ha một tiếng tao muốn ăn đồ ngọt mày làm nếu mày không bận thì tối nay làm ít bánh đi ngày mai mang đến cho tao tay nghề làm bánh của đường khê không tệ tô chi rất thích món bánh dứa và bánh lòng đỏ trứng cô làm thỉnh thoảng lại nói cô làm một lần đường khê nói bây giờ trời cũng tối rồi trong nhà không đủ nguyên liệu làm bánh làm sao làm được nếu muốn ăn thì ra ngoài mua đi bánh bên ngoài bán không ngon bằng mày làm tô chi đúng lý hợp tình nói ai kêu mày làm bánh ngon như vậy hại tao thấy bánh bán bên ngoài chả có mùi vị gì bây giờ tao cực kỳ thèm mày biết con người tao thế nào mà thèm món gì sẽ luôn nghĩ đến nó không ăn được thì đêm nay ngủ không được đường khê buồn cười mày đang ăn vạ à cho dù bây giờ tao có làm thì phải tới sáng mai mới đưa cho mày được, đêm nay mày cũng không ăn được mà." Tô Chi nói, "Cái này không giống nhau. Nếu bây giờ mày làm cho tao, sáng mai là tao được ăn rồi, tao sẽ mang theo chờ mong vào trong mộng đẹp đêm nay. Đi mà, khê khê." Tô Chi bắt chước cách làm nũng của Đường Khê khi đùa giỡn với mình, Đường Khê chịu không nổi, "Được rồi được rồi, để tao xem trong nhà còn bao nhiêu nguyên liệu, nếu không đủ thì ra siêu thị mua." Đường Khê lựa chọn nguyên liệu làm bánh rất cẩn thận, công thức cũng vậy, do hai người bạn thân là Tô Chi và Diệp Sơ Hạ chọn ra sau nhiều lần nếm thử và so sánh. Đường Khê đứng dậy khỏi sofa, cầm điện thoại đi vào bếp chuẩn bị làm bánh cho Tô Chi. Chiếc may bách cực kỳ chậm rãi chạy về biệt thự ngoài ô phía đông, tốc độ chỉ có 30 km trên giờ. Tài xế liếc mắt nhìn ông chủ ngồi phía sau qua kính chiếu hậu. Thấy ông chủ rủ mắt nhìn chăm chầm điện thoại, trầm giọng nói, chạy chậm một chút. Tài xế cũng không hỏi nhiều, giảm tốc độ xuống còn 20 km trên giờ, nhưng trong lòng thấy rất khó hiểu. Trước đây mỗi lần về biệt thự ở ngoại ô phía đông, ông chủ đều bảo anh ta chạy nhanh, lên sao hôm nay lại khác thường vậy chứ? Cứ bắt anh ta chạy chậm lại. Chiếc xe cứ thế chậm rãi chạy trên đường. Về đến nhà đã là 9 giờ rưỡi mà vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ đường khê. Tài xế xuống xe rồi đi ra phía sau mở cửa cho anh. Tần Kiêu nhìn biệt thự lầu một còn sáng đèn, đèn lầu hai đã tắt. Đường Khê đang ở lầu một, vẫn chưa lên lầu hai. Có thể là hôm nay công việc bận rộn, vừa mới về nhà. Sắc mặt Tần Kiêu dịu lại một chút, cầm hai túi đồ và máy tính xuống xe, đi tới cửa, nhập vân tay vào. Đường Khê đang làm bánh cho Tô Chi, cũng đã sắp xong, chỉ cần đợi bánh trong lò nướng chính là hoàn thành. Cô ngồi trên sofa lướt điện thoại, nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên thì thấy Tần Kiêu từ ngoài cửa đi vào, Cô lập tức sửng sốt. Sao anh? Lời nói đến bên miệng thì dừng lại, Đường Khê từ trên sofa đứng dậy nhìn anh, sửa thành, anh về rồi. Tần Kiêu thay dép ở cửa rồi mới đi đến ngồi xuống sofa, đặt lên túi đồ trên bàn trà, phớt lờ cô. Đường Khê không hỏi anh tại sao lại trở về nữa, cười nói, sao anh về cũng không nói trước với em một tiếng. Đã ăn cơm chưa? Tần Kiêu lúc này mới ngước mắt lên nhìn cô, không mặn không nhạt nói một câu em không biết tôi trở về sao? Đường Khê nghĩ thầm làm sao tôi biết anh sẽ về chứ, từ trước đến nay anh có bao giờ chủ động trở về cái nhà này đâu. Cô cười nói, anh phải nhắn tin cho em biết là anh sẽ về chứ. Tần Kiêu dùng ánh mắt đen lấy nhìn chầm chầm cô, mặt vô cảm, là em kêu tôi về. Em kêu anh về. Đường Khê hơi nghi ngờ, cô nhớ rõ mình không hề kêu Tần Kiêu trở về, nhưng ánh mắt Tần Kiêu rất chắc chắn nên cô vẫn lấy điện thoại ra xem lịch sử trò chuyện của hai người em không có gửi tin nhắn cho anh mà tần kiêu rủ mi thản nhiên nói chủ nhật tuần trước lúc anh đi em nói sẽ làm món gà kho dừa cho anh khi nào đi công tác về có chuyện này sao đường khê không nhớ ra mình đã nói gì nhưng đúng là hôm đó mình có nói chuyện với anh chuyện này là để dỗ tần kiêu về nhà có lẽ đúng là cô nói ra nhưng bây giờ người cũng đã về cô có keo hay không cũng không quan trọng à chắc lúc đó em có nói vậy Đường Khê không muốn tranh cãi với anh, lập tức thừa nhận rồi tìm một cái cớ. Nhưng mấy ngày nay công việc bận rộn, một vài khách hàng yêu cầu rất cao, mỗi ngày em phải chỉnh ảnh đến khuya mới xong nên không có thời gian tập nấu món gà kho dừa. Em sợ làm không ngon nên hôm nay không nấu món này. Tần Kiêu im lặng vài giây rồi ừ một tiếng như thể chấp nhận lý do này của cô, cơ thể hơi ngửa ra sau, dựa vào lưng sofa. Phòng khách rơi vào yên tĩnh, Tần Kiêu không nói lời nào, ngày mai không cần về nhà chính. Đường Khê cũng sẽ không chủ động trêu chọc anh. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Tô Chi. Đúng là không thể quá tự tin, Tần Kiêu về rồi. Tô Chi lập tức nhắn lại, không phải mày nói khi nào mày nhắn thì anh ta mới về sao? Đường Khê, bình thường là vậy nhưng anh ta nói chủ nhật tuần trước, trước khi anh ta đi, tao nói sẽ làm món gà kho dừa cho anh ta khi anh ta trở về. Lúc đó tao chưa tỉnh ngủ nên không nhớ rõ. Tô Chi mày còn không nhớ đã nói gì với chồng mày mà anh ta vẫn nhớ rõ rồi về nhà xem ra trong lòng chồng của mày vẫn có mày có phải tao lại có hy vọng được làm mẹ nuôi rồi không làm mẹ nuôi đường khê nghiêng đầu liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh đang mím môi vẻ mặt lạnh lùng nghiêng nghị nghĩ đến lúc trên giường anh cũng như vậy cái gì cũng chưa làm thì cảm thấy chuyện làm mẹ nuôi này tô chi đừng nghĩ đến thì hơn đường khê ha ha tô chi hà ha, ha là ý gì đường khê ý là đừng nghĩ đến nữa tô chi mày đã làm bánh dứa với bánh lòng trứng đỏ cho tao chưa so với việc chồng đường khê đột nhiên về nhà thì tô chi vẫn quan tâm đến bánh của mình hơn đường khê sắp xong rồi tô chi mày làm xong rồi thì nhớ chụp ảnh gửi qua cho tao tao định đăng lên vòng bạn bè khoe khoang một chút là bạn thân tao làm cho tao đường khê biết rồi Đường Khê mãi nói chuyện với Tô Chi nên không để ý đến người bên cạnh. Một lúc sau, cô nghe thấy bên cạnh truyền đến một trận âm thanh, tò mò nhìn sang thì thấy Tần Kiêu lấy máy tính ra bắt đầu làm việc. Đúng là người cuồng công việc, ở đâu cũng làm việc được. Nhưng sao không về thư phòng làm việc mà ở trong phòng khách bất tiện như vậy chứ? Hơn nữa cảm giác tồn tại của anh vô cùng lớn, ngồi cạnh cô không chưa nói nhưng thỉnh thoảng cô lại thấy sống lưng mình ấn lạnh như có ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm, khiến cô không nhịn được phải quay sang nhìn anh. Nhưng mỗi lần cô nhìn anh thì anh không hề nhìn cô, hoặc chỉ ngước mắt lên nhìn cái như thể bắt quả tang cô nhìn trộm anh. Bình thường nếu anh làm việc trong phòng khách, cô đều chủ động lên lầu. Nhưng bây giờ cô phải ngồi đây đợi bánh trong lò chín mới được. Vậy nên cô muốn anh ngay lập tức lên lầu để làm việc. Cô quay người sang định nói với anh thì đột nhiên anh mở miệng nói trước. Em không làm gà kho dừa thì làm món gì? Anh dời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn cô chăm chằm. Đường Khê ngẩn người trước câu hỏi không đầu không đuôi của anh, chợt nhận ra có lẽ anh chưa ăn tối, để bụng về ăn gà kho dừa cô làm. Kết quả là cô không chỉ không làm gà kho dừa mà cũng không nấu cơm tối cho anh. Tối nay cô chỉ làm một đĩa cà chua xào trứng, đã ăn hết rồi. Lúc nãy cô nói vẫn nhớ chuyện làm gà kho dừa cho anh, đương nhiên bây giờ không thể nói thật rằng mình không ngờ anh sẽ về, cái gì cũng chưa làm cho anh. Đường Khê bị vấn đề này làm khó, đột nhiên nhớ tới bánh ngọt vừa mới làm, thông thả đáp em có làm ít bánh cho anh đang nướng trong bếp sắp xong rồi để em xuống kiểm tra xem đã chín chưa đường khê nhân cơ hội kéo dài khoảng cách với anh xoay người đi xuống bếp tránh né ánh mắt âm u của anh cô nhìn thời gian đếm ngược trên lò nướng quay đầu cười với tần kiêu còn hai phút nữa mới xong anh chờ một chút hai phút ánh mắt tần kiêu hơi trầm xuống nhấc chân đi vào bếp tần kiêu nhìn bộ dáng của đường khê là biết cô không ngờ mình sẽ về bánh còn hai phút thì nướng xong, đương nhiên không phải làm cho anh, cũng không biết bánh này cô làm cho mình ăn hay làm cho người khác ăn. thời gian nướng bánh kết thúc, lò nướng kêu tin một tiếng. đường khê mở cửa lò nướng, lấy đĩa để bánh. nguyên liệu trong nhà không còn nhiều lắm, chỉ đủ làm sáu cái bánh lòng đỏ trứng và tám cái bánh dứa. tần kêu đi đến cạnh cô, lên tiếng, để anh lấy ra cho. đường khê nói, không cần đâu, em làm được, trong lò nướng đang rất nóng anh không quen làm, có thể sẽ bị phỏng đấy. Tần kiêu rủ mắt nhìn chầm chầm gương mặt mịn màng của cô, ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người cô. Đường khê không lưng xuống, chuẩn bị lấy bánh thì phát hiện tần kiêu vẫn còn đứng sau mình, khoảng cách có hơi gần nên nói với anh, anh đứng xa một chút, em không tiện lắm. Tần kiêu lui về sau, ánh mắt thâm thúy từ gương mặt cô chuyển xuống cần cổ thon dài trắng nõn của cô. Đường khê gấp từng cái bánh ra, không chú ý tần kiêu phía sau, đột nhiên một hơi thở nóng hổi phả vào tai cô, đường khê hoảng sợ giật mình, quay đầu nhìn anh. Tần kiêu cuối người, đưa mặt sát lại gần vành tai cô, ánh mắt nhìn chầm chầm vào bên trong lò nướng, dường như không nhìn thấy cô, hơi thở anh cứ phả vào cổ cô khiến cô thấy ngưa ngứa. Đường khê rụt cổ lại, né tránh, bền tai hơi nóng lên, anh lùi ra một chút đi, gần quá rồi. Cũng không biết Tần Kiêu có phải cố ý hay không mà không những không lùi ra mà còn đưa môi sát lại gần má cô, mắt vẫn nhìn vào trong lò nướng, nghiêm túc nói, em nướng sáu cái bánh lòng đỏ trứng, tám cái bánh dứa. Ừm, sáu cái bánh lòng đỏ trứng, tám cái bánh dứa. Tim cô đập thình thịch hơi thở rối loạn, bưng đĩa bánh lùi về phía sau một bước, rủ mắt xuống, nhẹ giọng nói, xong rồi, chúng ta ra ngoài ăn thôi. Tần Kiêu quét mắt nhìn bên trong lò nướng, hỏi, sao không lấy hết ra? Đường Khê trả lời, nhiều đây đã đủ ăn rồi. Tần Kiêu nói, không đủ. Đường Khê cố thuyết phục anh, đã đủ rồi, chỉ có mình anh ăn thôi, em không ăn đâu. Ánh mắt Tần Kiêu khẽ di chuyển. Chỉ lấy một nửa cho anh ăn, còn một nửa để đó, xem ra cô làm bánh cho người khác. Tần Kiêu nhìn thoáng qua vành tay hơi hồng của cô, khóe môi khẽ cong lên, nhích lại gần cô thêm một bước, trầm thấp nói, em lấy ra hết cho anh đi. Vậy được rồi, bây giờ em lấy ra cho anh. Đường Khê không chịu nổi loại treo chọc như có như không này, vòng ra phía sau đi đến trước lò nướng nhớ tới tô chi đòi ăn cô cố, cố đấu tranh cho bạn mình nhiều như vậy anh có ăn hết không buổi tối ăn nhiều đồ ngọt rất dễ bị đầy bụng đấy tần kiêu cố nén nụ cười trên môi có thể sáu cái bánh lòng đỏ trứng tám cái bánh dứa một mình anh người có thể ăn hết được anh là heo sao bây giờ em lấy cho anh anh mang cái bàn ra bàn trước đi đường khê công môi cười đưa cái đĩa trong tay cho anh tần kiêu duỗi tay nhận lấy cái đĩa xoay người đi tới bàn ăn. Đường khê nhìn bóng lưng anh rời đi, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ gương mặt nóng bừng của mình, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, trong lòng hơi chấn động, gấp số bánh còn lại vào một cái đĩa khác. Trên nhà ăn, đường khê ngồi đối diện Tần kiêu, trờ mắt nhìn anh thông thả ăn hết hai đĩa bánh. Không thể không đối diện với sự thật, đường khê lấy điện thoại nhắn tin cho Tô Chi. Trong quy chát, 10 phút trước Tô Chi nhắn tin hỏi cô có làm bánh không? Đường khê, làm rồi tô chi quá tuyệt vời ảnh đâu đường khê ầm có chuyện ngoài ý muốn tần kiêu về rồi tô chi lúc nãy mày nói chuyện này rồi không cần phải khoe khoang nữa đâu đường khê chống cằm suy nghĩ không biết nên nói thế nào với tô chi chuyện bánh đã bị tần kiêu ăn hết còn chưa nghĩ ra thì tô chi đã đoán được tô chi mày đừng nói với tao là chồng mày ăn hết bánh dứa với bánh lòng đỏ trứng của tao rồi đấy nhé đường khê trời ạ à, mày thông minh thật đó sao trên đời lại có người thông minh như mày chứ tô chi lập tức nổi điên mắng cô à đường khê sao mày dám làm vậy đó là bánh dứa và bánh lòng đỏ trứng của tao mà tao phải năn nỉ mày lâu như vậy mày mới chịu làm tại sao lại cho chồng mày ăn sao mày có thể thấy sắc quên bạn như thế hả đường khê chờ khi nào anh ấy đi rồi tao lại làm mẹ khác cho mày tô chi nhưng ngày mai tao muốn ăn. Mày biết tao tâm trạng tao bây giờ thế nào không? Đường Khê, tao biết mà, ngày mai tao đưa thẻ của Tần Kiêu cho mày quẹt, quẹt thoải mái. Có thấy tâm trạng tốt hơn chút nào không? Tô Chi, chớp mắt đã tốt hơn nhiều rồi. Nhưng chồng mày về rồi, ngày mai mày có đi nữa không? Chồng mày sẽ không không cho mày ra ngoài chứ? Đường Khê, phải đi chứ? Mày quên tao đã thầy gì rồi à? cô dùng nửa thân dưới của tần kiêu để thề nếu cô lỡ hẹn tần kiêu sẽ không lên được tô chi tập truyện đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh radio ngôn tình nếu bạn thích bộ truyện này hãy nhấn nút like share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo